tử. Hôm nay chúng ta lại vui mừng được gặp mặt nhau trong tinh thần là cách ly của đại dịch, nhưng mà tâm lại cùng nhau hướng về ngoài hoàng pháp. Chúng ta vui mừng được triển khai chương trình khóa đào tạo tập 2 về lý tưởng của giảng sư yêu hoàng pháp trong thời đại mới, thời đại 4.0. Khóa trước đã được thành công và chúng ta đã khai giảng khóa 2 với sự chứng minh và lời đạo từ vô cùng thâm thúy và vi diệu, nhưng mà rất là thực tế, của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với ngành hoàng pháp chúng ta nói chung và với các vị giảng sư học lớp này nói riêng. Theo sự phân công của ban tổ chức thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ cùng các quý vị bàn luận về hai cái mục. Thứ nhất là lý tưởng phụng sự của người hoàng pháp và quan điểm của hoàng pháp trong thời đại 4.0 này, nhưng mà trong thời hiện tại này như thế nào. Do đó mà chúng tôi gộp lại là lý tưởng phụng sự và quan điểm của người hoàng pháp. Thưa quý vị Tôn Đức và thưa tất cả các quý vị, trước nhất chúng ta ngồi đây trong giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tòa, Ni Trưởng, Ni Sư hay Đại Đức thì chúng ta cũng đều là những người đã được dựa vào hàng tăng bảo. Giữ được vào hàng tăng bảo là ngôi cao quý nhất, một trong ba ngôi. Mà công đức của tăng thì chúng ta thấy rằng đối với Phật trong được ghi chép lại một câu trong kinh điển rằng đức tăng như hải Phật do xưng tán. Công đức của tăng rất lớn, Phật còn khen ngợi. Ngài Minh Giáo Tung viết một bài kệ bài để khen ngợi ngôi tăng bảo ở trong Truy Nguyên Cảnh Huấn, tức là bộ sách mà như là những lời cảnh tỉnh dạy cho tăng và tục. Ngài nói rằng người chư tăng chúng ta lấy Phật làm tính. Tính của người ta là tính thiện, tính ác, tính vô ký. Nhưng mà người xuất gia chúng ta đặc biệt lấy Phật làm tính. Mà lấy Phật làm tính cho nên không bao giờ người vị tăng nào ủy quyền cậy thế, không bao giờ là chèn ép, hay nói cách khác là không có đẳng cấp. Chư tăng chúng ta lấy Như Lai làm nhà, vào nhà Như Lai ngồi mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, lấy Như Lai làm nhà, cho nên là tất cả những việc của Như Lai chúng ta phải làm tất cả. Mà việc của Như Lai mà việc quan trọng nhất đó là việc hoằng truyền chính pháp. Thứ ba là người tăng chúng ta đó thì lấy pháp giới làm thân. Người đời thì trang điểm cái thân, coi quý cái thân, mà không biết rằng từng sát na nó đang thay đổi, biến đổi, đổi thay. Nhưng mà người xuất gia thì không sợ về sinh tử. Sinh tử Niết Bàn là một, sinh tử Niết Bàn đẳng không hoa, tức là sinh tử Niết Bàn chỉ là một. Vì vậy mà người xuất gia chúng ta lấy pháp giới làm thân. Và thứ tư là người xuất gia chúng ta lấy trí tuệ làm mạng, coi thường cả cuộc sống, không sợ sống sợ chết. Mà chúng ta đó cũng không sợ cái gian nguy vất vả, mà lấy cái lý tưởng phụng sự. Phụng sự ở đâu có người cần chúng ta đến, đi bất cứ nơi đâu khi chúng khẩn sinh cần. Mà trong càng ngày chư tăng chúng ta đã đang phát nguyện. Và thứ năm nữa là người xuất gia chúng ta rất là thảnh thơi, không vướng về gia đình, không vướng về bản thân, thì cho nên coi miếng ăn cũng là đạo trụ mệnh tồn, ăn để sống chứ không sống để ăn. Cho nên ở cái điều thứ năm mà ngài Minh Giáo Tung tán thán tăng là lấy thuyền diệt làm thức ăn, không đam đắm
không đam mê vào các sắc vị. Trước nhất là chúng tôi muốn lấy 5 cái câu tán thán của Ngài Minh Giáo Tông ở trong Tri Nguyên Quảnh Huấn, Ngài dạy về tăng. Chứ còn tất nhiên chúng ta thấy rằng tán thế mà tán thán về ngôi tăng bảo rất là nhiều kinh điển, hay nói cách chung là trong Tam Tạng Thánh Giáo đã đề cập tới cái sự quan trọng của ngôi tăng bảo. Thì trước nhất chúng ta phải xác định chúng ta ở vị trí nào, chúng ta đang ở cái vị trí rất cao quý như vậy. Chúng ta đang ở cái vị trí mà Giới Luật đã nói là sư giả nhân thiên mô sư phạm. Sư là người thầy, người thầy chứ mà gì, thầy phải khuôn phép mẫu mực cho cả cõi trời và cõi người ngoài theo. Chính từ vì vậy cho nên chúng tôi mới thấy, thưa với các quý vị rằng tất cả mọi vị tăng ni chúng ta còn một cái địa vị cao quý như vậy, nhưng chúng ta phải có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng nhất. Như Lai sư giả, Như Lai sư giả, vị tăng là người hoằng truyền chính pháp, có Phật có pháp mà không có tăng thì không thể nào mà truyền được. Ba cái ngôi này liên quan logic với nhau, Phật phi pháp bất hoằng, pháp phi tăng bất hiển. Mà hoằng truyền chính pháp thì được khen ngợi ở trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã khen ngợi rằng có hai hạng người cao quý nhất trên đời. Một là người biết nói pháp, hai là người biết nghe pháp. Chúng ta đang ở cả hai dạng đó. Khi chúng ta học thì chúng ta là người nghe, mà chúng ta học rồi chúng ta mang ra truyền lại cho người khác là chúng ta là người nói. Vậy thì tăng ni chúng ta là người ở trong hai hạng người cao quý nhất. Mà từ đó thì chúng ta luôn luôn mang trong trọng trách của mình là Như Lai sư giả như vậy, là cái lý tưởng của tăng ni chung và đặc biệt của ngành Hoằng pháp chúng ta riêng thì sao. Bữa trước ấy, khai giảng khóa 1, chúng tôi đã nhắc lại 5 cái quan điểm Hoằng pháp mà Ngài Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã dạy về thân tâm Hoằng pháp, phương tiện Hoằng pháp, đối tượng Hoằng pháp, môi trường Hoằng pháp và thời đại Hoằng pháp. Nhưng mà hôm nay chúng tôi triển khai cái bài này với hai quan điểm. Một là lý tưởng phụng sự của chúng ta. Lý tưởng phụng sự gì? Mà chúng ta đang là người Hoằng pháp thì Hoằng pháp phải làm cái gì? Và hai nữa là cái quan điểm. Thì kính thưa chữ Tôn Đức, cái lý tưởng Hoằng pháp của chúng ta, lý tưởng của người Hoằng pháp nói riêng và lý tưởng tăng ni nói chung, trước nhất là lý tưởng của tăng ni đã. Đức Phật Hoằng Trần Nhân Tông nói mà Hòa Thượng Chủ tịch hay nhắc tất nhất trong các cái lễ của ngành Hoằng pháp chúng ta là thuyết pháp giả mãn Phật chi nguyện. Tức là người tăng ni của chúng ta là phải người hoằng truyền chính pháp mới là người báo ân Phật, mới làm tròn tâm nguyện của mười phương chư Phật. Chư Phật ra đời vì thương chúng sinh cho nên đem giáo pháp mở bày chỉ bảo chi kiến của Phật cho chúng sinh, mà chúng sinh bấy lâu nay đang chìm đắm sông mê cho nên đang trong vô minh hắc ám, cho nên không nhìn thấy cái Phật tính tỏ bày ở mỗi một con người. Vì vậy mà Phật phải ra đời để chỉ bảo cho mỗi một chúng sinh có một cái chi kiến, hiểu không? Nhìn thấy cái chi kiến của mình cũng như là trong túi có tiền mà lại đi xin ăn, trong nhà giàu có mà lại phải đi làm thuê. Thì từ cái đó thì chúng ta thấy là cái lý tưởng của chúng ta ở trong ngành Hoằng pháp này là lý tưởng Hoằng pháp, đem cái Hoằng pháp để phụng sự nhân sinh. Vì mỗi một người làm việc gì thì cũng đều là việc Phật cả. Chúng ta thấy trong cái bài chúng chức phân công của Thiền Lâm trong các buổi sáng đấy, thì tất cả mọi công việc đều là việc làm việc phúc, làm việc chúng cả. Tổ tào khê siêng năng giã gạo, tổ tuyết phong tần tạo làm cơm, quy sơn bếp núc chăm nom, kính sơn quét tước thường làm vệ sinh, tổ bách trượng thanh minh trong chúng ngày không làm thời cũng không ăn, thọ xương cày cấy trung thân, đều là những bậc vĩ nhân cửa thiện.
Ngài đã chết. Nhưng mà chúng ta bây giờ đang mình xác định cho mình một cái lý tưởng phụng sự, là lý tưởng phụng sự gì? Là mang chính pháp của Phật để hoàng truyền. Thế thì bây giờ hoàng truyền mà chúng ta đang đứng ở trong một trong 13 ban ngành một viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ban hoàng pháp. Hoàng pháp là sao? Hoàng pháp là đem giáo pháp của Phật, giáo pháp của mười phương ba đời chư Phật mà truyền bá rộng rãi cho khắp thế gian. Mang giáo pháp của Phật để làm yên ổn cuộc sống của mọi người, mang giáo pháp của Phật, thực hành giáo pháp của Phật để đi vào nhập thế cuộc đời, mang lại nụ cười, mang lại hạnh phúc, mang lại bình yên cho cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là hai cái trục hoàng pháp của chúng ta như vậy, thì chúng ta phải lấy cái lý tưởng hoàng pháp gì? Thứ nhất là chúng ta hoàng pháp là phải coi như hoàng pháp giáo dục, hướng dẫn. Giáo hội có ba cái ban cạnh nhau: giáo dục, tăng ni. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là giáo dục ở đây cũng là hoàng pháp, và hướng dẫn, hướng dẫn đây cũng là hoàng pháp. Hoàng pháp cũng là giáo dục, hoàng pháp cũng là hướng dẫn. Giờ hướng dẫn gì? Giáo dục con người, từ con người cá tính, từ con người mang chất tố độc ác, từ mang con người mang chất tố tham sân si, trở về với con người bản lai thanh tịnh, tức là trở về với con người chân thiện và mỹ. Cho nên giáo hoàng pháp là giáo dục như vậy, thì chúng ta phải dựa vào những cái nguyên tắc nào để chúng ta giáo hoàng pháp này? Giáo pháp của Phật bao giờ cũng đề cập tới hai mặt: tục tế và chân thế, tức là nói về sự và nói về lý. Nhất là thưa các quý vị tăng ni giảng theo kinh điển Bắc truyền, nếu chúng ta không liễu ngộ được mà chúng ta không hiểu cái nguyên tắc hoàng pháp của cái tục đế và chân đế này, thì nhiều khi chúng ta mắc kẹt. Tục đế không thì Phật giáo ra mê tín, mà chân đế không ấy, thì Phật giáo cao siêu quá người ta không theo được. Cho nên cái hình ảnh mà ông cha chúng ta trước đây ấy, để cái ông bụt đấy là tục đế, nhưng mà thành Phật rồi á thì là chân đế. Chúng ta thứ hai nữa là chúng ta hoàng pháp là đem cái đạo vào đời. Hiện nay cuộc sống cần đến những cái triết lý sống, cần đến cái luật nhân quả, cần đến cái sự bình đẳng, cần đến những sự hòa ái an vui, cần đến những sự cảm thông chia sẻ. Thì chúng ta là những người hoàng pháp đem đạo vào đời để cải thiện cái ác làm lành. Đây là những cái lý tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng tăng ni chúng ta nên đi theo cái gợi ý của chúng tôi như này. Thứ ba nữa là hoàng pháp là truyền bá chân lý của Đức Phật. Lúc này mới đây là chân lý. Chân lý của Phật đặc biệt nhất là chân lý nhân quả, tứ diệu đế. Nếu chúng ta đến những một nơi nào đó mà người ta chưa am hiểu Phật pháp, thì chúng ta hãy bằng cái vận dụng sáng tạo mà gọi là khế xứ khế cơ. Cái thứ tư đấy là hoằng pháp là vận dụng vào tùy thời cơ, tùy căn tính, tùy thời điểm để mà chúng ta thực hiện cái ý tưởng của mình hoằng pháp. Hay nói cách khác, một cái điều tóm lại trong cái lý tưởng hoằng pháp này của chúng ta đó, là đem thân tương thử thâm tâm phụng trần sái, thị tắc danh vì báo Phật ân. Ngài A Nan tôn giả đã phát nguyện trước Phật, đem cái thân này phụng sự trái trần này thì tất cả việc thuận thì lẽ dĩ nhiên rồi, nhưng mà việc nghịch chúng ta vẫn tùy cơ mà làm được. Trong cuộc đời hoằng pháp của chúng tôi, trong cuộc sống hàng ngày tham gia lãnh đạo giáo hội các cấp địa phương cho đến bên trên, rồi cho tới là tham
tham gia công tác xã hội, thì chúng tôi nhận được một điều: giáo pháp của Phật rất vi diệu và rất ứng dụng. Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể áp dụng cái tinh thần của giáo lý Phật, đưa tinh thần giáo lý Phật vào ở trong cuộc sống được. Hay nói cách khác, giáo lý Phật mà chư tổ đã ví ấy, như viên ngọc minh châu, mỗi một người nhìn một quan điểm khác, một màu khác nhau, nhưng màu nào cũng đẹp. Chúng ta nếu bình tĩnh suy nghĩ thì chúng ta thấy khi mà những nhà hoằng pháp chúng ta có ý tưởng, có lý tưởng phụng sự này á, thì đến bất cứ nơi đâu người ta cần cái sự hiện diện của mình trong lời nói của mình, trong sự hiện diện của mình cũng có thể vận dụng được. Thưa chư tôn đức, chúng tôi cũng có trong đời tôi cho là tôi có hai cái diễm phúc. Một là tôi được thuyết pháp ở trên tòa đại sứ Bỉ trong mùa Vu Lan. Hai là thuyết pháp trên biển nhân chuyến đi thăm đảo Trường Sa với đoàn Hà Nội. Thì kính thưa quý vị, nói đây không có nghĩa là chúng tôi khỏe, mà chúng tôi muốn nói rằng cái lý tưởng phụng sự của mình nó sẵn có, và khi người ta mời được sự chấp thuận của những người nghe, hay lúc đó chúng ta đã đầy đủ có những người nghe mà như trong sách đã dạy là có bốn chúng đến nghe, ảnh hưởng chúng là phát khởi chúng, đường cơ chúng, và thậm chí cả ảnh hưởng và kết duyên. Nhưng mà tất cả đối tượng nào ở trong đó mà chúng ta nói làm sao để họ nghe được và họ hiểu và họ chấp nhận, họ tiếp thu được đối tượng và phát khởi chúng là hai chúng đầu tiên, hai chúng căn bản thì họ nghe tất cả. Nhưng mà những người chỉ qua tán qua kết duyên hoặc là ảnh hưởng, họ cũng phải được một phần nào đó. Cái trận mưa cây to, cây chính trong vườn rau lòng thì nó được hưởng nhiều, còn những giọt nước ấy, mà chúng ta tưới ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng xung quanh. Thì ở trong cái phần thứ nhất này về lý tưởng, về lý tưởng phụng sự này, chúng tôi vẫn nhấn mạnh với tất cả chư tôn đức chúng ta là chúng ta luôn luôn phải có một cái lời nguyện. Lời nguyện ở trong khẩu hiệu của giáo hội là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Tất cả chúng sinh là Phật đã thành, mình phục vụ, phục vụ người tức phục vụ mình, phục vụ người tức phục vụ mình. Thế còn ở trong kinh điển thì nói rõ ràng lời thề của ngài A Nan: chư Phật phát nguyện, chư tổ phát nguyện, chúng ta cũng phát nguyện. Phát nguyện cả cuộc đời này của chúng ta lấy cái việc hoằng pháp là chính. Nhưng mà không phải rằng thuận lợi lúc nào có giảng được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta đã uyển chuyển rất khéo. Ví dụ như nếu như mà 2 năm đại dịch cái này mà chúng ta không áp dụng cái công nghệ 4.0 này, không có người đứng ra lo lắng như Thượng tọa Minh Nhân, trưởng ban tổ chức khóa tu, thì chúng ta đâu có thể gặp mặt nhau ở đây được. Hòa thượng chủ tịch có muốn đến cũng không gặp được, chúng tôi muốn gặp các vị cũng không gặp được. Nhưng mà may thay trong cái rủi nó có cái may, cái khó nó làm tỏ cái khôn, là chúng ta áp dụng vào thời công nghệ này mà chính nó lại là thật hay. Và mấy ngày nay á, thì tôi đang xem ở trên truyền hình ấy, là họ đang bàn luận rất nhiều về cái học trực tuyến, làm việc trực tuyến. Tất nhiên có trái chiều, có xuôi chiều, có trái chiều, nhưng người ta cũng đã đem đề cập tới vấn đề qua cái đại dịch này mà người ta đưa đề cập tới công nghệ có nên áp dụng trực tuyến không. Nhưng mà chúng tôi, riêng bản thân tôi ấy, thì ngành hoằng pháp này tôi nghĩ là còn có bằng hơn một năm nữa, mà nếu nó đúng thì chỉ còn được một năm nữa thôi là kết thúc nhiệm kỳ rồi. Chúng ta cố gắng để làm cái này, dù cho
đầu năm 22 đại dịch đã chấm dứt thì chúng ta cũng nên làm cái trực tuyến này, bởi vì chúng ta đã thu nạp được rất nhiều. Mà cái sáng kiến này là phải nói là của Tổng thống Minh Nhẫn, để cho học được trên trực tuyến. Mà chúng tôi ý tưởng rằng là nó đã là làm cho tất cả mọi tăng ni, các quý vị học giả, rồi các vị trong buổi họp Ban Hoằng Pháp Trung ương với tất cả Phật Hoằng Pháp các tỉnh thành, chúng ta đều gặp mặt nhau trên qua màn hình nhỏ này. Thế giới du lịch qua màn hình nhỏ, chúng ta Hoằng Pháp qua màn hình nhỏ rất là lợi ích. Thế thì từ cái lý tưởng là tại sao mà có được như vậy, bởi vì lý tưởng của chúng ta, cái phát nguyện của chúng ta, lý tưởng là lý tưởng phụng sự. Lý tưởng phụng sự là chính. Đã là phụng sự thì không có hề gian nan chẳng hy sinh nhà Ngài Phú Lâu Na đó. Ngài Phú Lâu Na phát nguyện trả lời chấp Phật đó. Chúng ta thấy thì người tăng ni chúng ta cũng vậy, cũng có trở lại một cái chuyện Hoằng Pháp, cũng có lúc mà thuận là chúng ta có giảng đường giảng, chúng ta có thính chúng lên nghe. Nhưng bây giờ chúng ta không có giảng đường thì chúng ta có màn ảnh nhỏ này, cũng có thính chúng lên nghe. Nhưng mà nó có cái chỗ mà chúng ta cũng không có màn ảnh, mà chỉ có vài ba người. Thì ví dụ các chư tôn đức mà ra nước ngoài đó, tập trung được 5-30 người, người Việt đó, hay là người ngoại quốc mà nghe bài pháp cũng khó lắm, vì đông, bởi vì là họ ít người chứ không đông như ở Việt Nam. Thế nhưng mà một người cũng giáo hóa, 3 người giáo hóa, 10 người cũng giáo hóa, 700.000 người cũng giáo hóa. Như lúc này chúng ta là có cả trăm người, rồi cả nghìn người, và cả hàng chục ngàn người đang theo dõi chúng ta, làm cả đang theo dõi, đang bên cạnh chúng ta đấy. Những người đó là kết duyên chúng và ảnh hưởng chúng. Thì cái lý tưởng phụng sự đó chúng ta phờ phải nguyện, khó khăn thuận hay nghịch, nhưng mà bất cứ lúc nào thì người làm nhiệm vụ sứ giả của Như Lai đã là đi sứ, cũng có khi ngày xưa đấy chứ bây giờ không. Ngày xưa thời phong quân chủ đi sứ lúc là hai nước mà giao hảo thì sứ rất vẻ vang đi đến, được đón tiếp và được về bình an. Nhưng mà hai nước mà không giao hảo thì sứ có khi bỏ mạng ở bên nước người, nhưng mà vẫn phải đi. Thì chúng ta là sứ giả cũng vậy, sứ giả không sợ gì. Như chúng tôi đã nói ở bên trên, 5 cái công đức 8 tháng ngồi tăng bảo của Ngài Minh Giáo Tùng này, chúng tôi muốn đưa bản này ra để chúng ta. Vậy thì từ đây á, thì cái kết luận cái chuyện cái vận lý tưởng ngũ sưng này, chư tổ đã phát nguyện rồi, đỉnh đới kinh trả sử, đỉnh đới kinh trần kiếp, thân vi sản tọa biến tam thiên, nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, tất kính vô năng báo Phật ân, báo Phật giả, báo ân giả, tất kính vô năng báo ân giả. Tức là giả sử như một người nào đó mà phát nguyện rằng đội cả thế giới lên đỉnh đầu này, hay tức là phụng sự đấy, rồi cho tới rằng là hy sinh thân làm giường tòa khắp 3.000 thế giới, nhưng mà người đó nếu không chuồng truyền chính pháp cũng không phải báo ân Phật. Chúng tôi muốn đưa câu này để cái lý tưởng của chúng ta là lý tưởng đáng rất chính xác. Lý tưởng phụng sự Hoằng Pháp của người Hoằng Pháp, lý bằng ấy chữ, lý tưởng phụng sự của người Hoằng Pháp là 7 chữ ấy, rất là đáng chuẩn xác. Chúng ta thấy rằng các kinh điển bao giờ không đấy, 8 tháng kinh điển, các vị được nghe trong kinh điển này, kinh Bắc truyền Nam truyền đều 8 tháng kinh điển, 8 tháng lời Phật, nhưng bao giờ cũng có kết một câu rằng điểm cái ví dụ so sánh việc thế gia thánh việc làm và so sánh việc hoằng truyền chính pháp, thì bao giờ cũng đưa lên hoằng truyền chính pháp là quan trọng. Như trong kinh Kim Cương đấy, sơ nhật bố thí, trung nhật bố thí, dạ nhật, hậu dạ hậu nhật bố thí, nhưng mà cũng công đức so với làm cái việc làm công đức làm bố thí mà mang tất cả bố thí trong tam thiên đại thiên thế giới như vậy ấy, nhưng mà cũng không so với việc làm là người nào trì tụng đọc kinh
và mang chỉ cần mang giảng giải một bài kệ biên chép quyển kinh, biên giảng giải một bài kệ cho người khác nghe, cho người khác nghe, thì công đức của người pháp sư đó còn lớn hơn công đức của người thí chủ kia cúng giảng kia. Rồi chúng ta cũng thấy được cái tinh thần cầu pháp cũng vậy. Thưa các quý vị, chúng ta đang học ở đây, nhưng mà tôi tin rằng các quý vị cũng như chúng tôi, để lát nữa tôi sẽ nói về cái nội mình, cái chỗ kia, là chúng ta cũng phải cần học lắm. Thì bây giờ là một cái rất là thuận lợi nhất, không như ngày xưa các bậc tiền bối trong chư tổ quá khứ đi cầu đạo khó khăn vất vả. Bây giờ từ đây mà sang Ấn Độ thì rất là nhanh, nhưng ngày xưa là ngày miền Trang đi tới, vừa đi vừa về tới 17 năm vất vả như vậy. Hay là nhiều kinh sách cũng đều nói, cứ đeo bao giờ cũng ví dụ các cái việc làm với cái việc hoằng pháp, thì cái việc truyền bá chính pháp, cái mà việc giảng dạy chính pháp vẫn là quan trọng hơn tất cả. Cho nên ở cái câu kết này là nhờ bất truyền pháp độ chúng sinh, tất kính vô năng báo Phật ân, báo ân nhà. Tức là nếu như mà làm việc gì thì làm, nhưng mà không truyền bá chính pháp mà độ chúng sinh thì chưa phải là báo ân. Cho nên chính là vẫn nhắc lại cái lời mà Hòa Thượng Chủ Tịch hay nói về cái câu nói của Đức Phật Hoàng Nhân Tông, vị vua anh minh vị Phật của Việt Nam, là thuyết pháp giảng mãn Phật chi nguyện. Chúng ta lấy cái lý tưởng phụng sự của chúng ta đang rất là lý tưởng, rất là trong sáng, lý tưởng của chúng ta đang rất là cao đẹp, lý tưởng của chúng ta là lý tưởng tuyệt vời của trong người tu sĩ để phụng sự, không thể. Vậy thì nếu như làm được như vậy, chúng ta có lý tưởng như vậy rồi, chúng ta lý tưởng phụng sự, chúng ta phát nguyện như vậy rồi, thì kính thưa chư tôn đức, trong cái nửa phần sau này chúng tôi muốn thưa chư tôn đức về cái mảng thứ hai. Mảng thứ hai đó là cái quan điểm của ngoài hoằng pháp ra sao. Cái quan điểm của ngoài hoằng pháp tức là lấy cái phương châm hoạt động, quan điểm của giáo hội quan điểm của giáo hội hoạt động là phụng sự đạo pháp phục vụ dân tộc, nhưng mà cái phương châm hoạt động của giáo hội nó như là quan điểm là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà nhà nước rất là ca ngợi giáo hội, bởi vì các nơi khác là chỉ có đạo pháp với dân tộc thôi. Nhưng mà Phật giáo là kiên trì cả cái đường hướng của đảng lãnh đạo, đảng nhà nước lãnh đạo, là đưa đất nước Việt Nam lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy thì cái quan điểm của Hoằng Pháp, thì bài hôm trước ấy, là chúng tôi rất là may là đã được chư tôn đức cử ra để mà nói về cái quan điểm Hoằng Pháp theo năm cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng Chủ Tịch mà lúc nãy chúng tôi vừa nhắc. Thì hôm nay triển khai cái năm lời này ấy, chúng tôi muốn đưa cái quan điểm Hoằng Pháp của một vị Hoằng Pháp nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc, đó là Pháp Sư Thánh Nghiêm. Pháp Sư Thánh Nghiêm cũng là một vị cao tăng, và cả cuộc đời của Ngài chỉ vì phụng sự, lý tưởng phụng sự Hoằng Pháp của Ngài, thì Ngài đưa năm cái quan điểm của gọi là ngũ minh của Bồ Tát ấy. Nhưng mà Ngài đã quan điểm là gì? Thứ nhất ấy, là nội minh, thứ hai là luật minh, thứ ba là thân minh, thứ bốn là công xảo minh, và thứ năm là y phương minh. Năm cái quan điểm Hoằng Pháp này, bởi vì chúng tôi thấy nó đang rất cần ứng dụng trong ngành Hoằng Pháp chúng ta trong lúc dịch giã này, trong lúc thời sự nóng hổi này về dịch này, để chúng ta cùng bàn. Năm cái lời dạy của Hòa Thượng Chủ Tịch bữa trước chúng tôi đã nói, chúng tôi muốn đưa năm cái ngũ minh của Bồ Tát, nhưng mà ở chỗ này là Ngài Thánh Nghiêm đổi cái chữ nhân minh thành là thân minh. Thì chúng tôi muốn lấy cái quan điểm này. Thứ nhất, nội minh, ai cũng biết rồi, muốn gì thì gì, người tu sĩ của chúng ta là phải thông hiểu tam tạng thanh giáo,
lịch sử chư Phật chư Tổ, lịch sử Phật giáo Việt Nam, và am hiểu về quan điểm đường lối chỉ đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam xuyên suốt từ năm 1981 đến nay 2021, tức là chúng ta đang bước vào những tháng kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội. Một người tu sĩ, một người giảng sư chúng ta nhất định cái nội minh này, nội minh tức là phải am hiểu giáo pháp. Giáo pháp ở đây chúng tôi nghĩ, nếu như quan niệm của chúng tôi học ấy, là đem giáo pháp của Phật áp dụng cả về tư tưởng quan điểm của giáo pháp của Bắc truyền và của cả Nam truyền. Không phải là chúng ta chê bai giáo pháp chỗ này là đúng, chỗ kia là không đúng, mà pháp môn này đúng, pháp môn kia không đúng. Bởi vì giáo pháp của Phật chúng ta được hiểu như là một vị thuốc. Một vị thuốc. Cái thuốc đó bây giờ chúng ta, tôi đau bụng thôi, tôi ra ngoài hiệu thuốc tôi mua rất nhiều liệu loại thuốc. Ở đây ở Hà Nội này thì đi xuống cái chỗ khu trước cửa bệnh viện Bạch Mai ấy, một dãy hiệu thuốc có tất cả chục hiệu thuốc, thì có bao hiệu thuốc họ bán cái loại thuốc này, có cái loại thuốc họ bán hiệu thuốc kia, nhưng họ đều chỉ rằng là đây là bệnh thuốc để trị chữa bệnh đau bụng. Nhưng mà mình chọn cái gì, mình chọn cái thuốc nào nó hợp với cái căn bệnh, cái bệnh à, và hợp với cái bệnh tính của mình, hợp với cái bệnh tính của mình. Như vậy là chúng ta đã huyền chuyển, chúng ta đã biết khế cơ. Nhưng mà trong khi uống rồi nhưng mà khỏi thì không nên là chê rằng cái thuốc của hiệu thuốc kia, cái thuốc của nhà thuốc nọ không đúng. Đây là một điều mà chúng ta phải thống nhất quan điểm nhất về khi học nội mình. Các nhà nghiên cứu, các nhà bác học, các nhà học giả của trong giới tăng già, tức là chư tôn đức trong tăng ni, đặc biệt nhất là trong viện nghiên cứu, hay là các nhà học giả ngoài đời, các vị phải tìm ra những điểm quan điểm. Ngay một bộ luật thôi cũng có bộ luật chỗ này nói thế này, chỗ bộ luật nói khác, chúng ta tập hợp lại và để là nghiên cứu một bộ kinh. Như tôi nói, một bộ kinh ở Nam truyền, ở Bắc truyền mà hay nói nhất là bộ kinh Pháp Hoa, tới 5-6 dịch giả, bao nhiêu nhà chú giải, thì chúng ta đứng từng khía cạnh một mà ta quan niệm. Không nên rằng ở trong hàng ngũ tăng già mà chúng ta đả phá nhau, chê bai pháp môn và cho mình lấy cái kiến giải của mình, cho cái sở trường của mình là đúng. Các vị có quyền bảo vệ cái cách nhìn nhận lời Phật dạy ở trong câu đó theo ý tưởng của mình, nhưng mà chúng ta không nên đặt, không nên nhất là chê bai, và đặc biệt nhất là chúng ta cố tránh đừng động chạm tới các bậc tiền bối, cả các bậc tổ sư. Cái điều đó chúng ta không, một cái lịch sử cho thấy rằng là một cái sự kiện này, nhưng mà có cái tài bản sử có ghi tới 3-4 chỗ khác nhau đấy, gần nhất đấy. Mà còn thế, muốn nữa là kinh điển của chúng ta, ta nhớ rằng tôi đã được xem ấy, là một đoạn sách ấy, là người Ấn này, tại sao mà Đức Phật thuyết pháp mà lại không ghi chép. Người Ấn là người ta có một cái tinh thần học thuộc lòng rất giỏi. Một trong những cái mà nói ra mà chúng ta thấy kinh điển bạn Nam truyền hay ghi nhất, nói đi rồi nói lại để vào lòng người rất là dễ. Cho nên ấy, là khi mà Phật thuyết pháp ấy, là đại chúng nhớ ngài tôn giả A Nan mà được triệu tập vào cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất sau 3 tháng Đức Phật nhập niết bàn đó, dưới sự chủ tọa của tôn giả Ma Ca Diếp, thì ngài đọc lại lời Phật dạy. Đấy, tức người đời bây giờ người ta xác định là cái tính thông minh của người Ấn là thông minh học thuộc.
Nhưng mà từ ấy thì theo sau này nó sao chép và cũng có một quan niệm của mỗi một vị tổ. Cho nên thành đã khai tông lập phái. Khai tông lập phái không thể để khai tông lập phái để mà rồi chia rẽ nhau để phá, mà để làm cho sáng tỏ, làm cho nó rộng rãi thêm cái sự trong sáng lời giáo lý của Đức Phật, hay là trong sáng tàn tạng thành giáo của Phật giáo mà ra. Cái nội minh chúng ta quán triệt được nhất ở trong cái gọi là cái quan điểm hoằng pháp này, chúng tôi nói nhất định chúng ta phải lấy quan điểm hoằng pháp ở trong nội minh này. Nội minh cái chữ minh tức là làm sáng tỏ, làm nói những cái việc làm mà làm nó chắc chắn, nó làm sáng tỏ, nó làm rộng rãi. Thì cái điều đầu tiên của người giảng sư chúng ta là phải nội minh, tránh cái chuyện là lên giảng đường nói chuyện nghe rất là khoái khẩu, người nói cũng thao thao bất tuyệt, người nghe cũng vỗ tay rầm rầm cười ầm lên. Nhưng mà khi mà các nhà thức giả, các nhà học giả mở lại nghe, không có một câu nào cung kính được. Chuyện chúng tôi không dám dùng cái từ gọi là phù phiếm, không dám chê bài, nhưng mà tức là chúng ta đã đi chạy một chút. Giáo pháp của Phật lúc nào cũng là kim chỉ nam. Vừa rồi đó, trong cái phân công làm công tác ấy, mà nhắc tới là nói là đi vào mà khuyên giáo cho tù nhân ấy, thì tôi có nhắc tới thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Đấy, là tức là bất cứ chỗ nào, đối tượng nào chúng ta gặp, họ cũng đều thể nói giáo pháp được. Quân đội, công an, bác sĩ, nông dân, trí thức, vua chúa, cho tới những người phải lầm lỗi phạm tội. Mà chúng ta biết rằng chỉ có thuyết pháp mới thay đổi được thôi. Ta còn nhớ cái câu chuyện đó, ương ma quật đó, ương quật ma. Ương quật ma là một tên sát nhân, giết tới 999 người rồi, nếu theo kinh điển. Còn một người đó là anh ta nghĩ là không thể tìm được, nó đang về định giết mẹ, thì gặp Đức Phật. Mà một lời khuyến hóa, một lời giáo hóa của Đức Phật mà làm lay chuyển toàn bộ cái bản chất sát nhân của ương quật ma Angulimala, hạ đao xuống quy, và Đức Phật thụ ký cho Đức Phật, cho cái tăng ngữ thụ giới là Thiện Lai Tử, Tỳ Kiều Tu Phát Tử, Đoạ Tóc Thành Sa Môn. Thế là ương quật ma thành tu sĩ, và trong kinh điển cũng ghi lại là ương quật ma chứng ngộ và chứng đắc A La Hán. Chúng ta thấy là cái thuyết pháp mà mang giáo pháp lời chân lý, chân lý để mà cải tà vi chính, đấy, chuyển cái mê thành cái ngộ rất là quan trọng. Chỉ có giáo pháp vi diệu của Phật, mà giáo pháp vi diệu của Phật mà nếu như người tu sĩ nói chung, mà nhà hoằng pháp của chúng ta mà không có cái nội minh, mà không có am hiểu Phật pháp này, thì khó xử lắm. Và cũng vì vậy mà cái kinh nghiệm của chúng tôi là không phải là chỉ có đi giảng không, mà mình vẫn phải học. Thưa chị Tư, thưa thầy, nhiều lúc mà lại về phải mở sách để học ngày đây. Chúng tôi học năm 1983 mà nhiều cô quên, phải mở lại cái bài sách của cái năm ấy, bởi vì mình tra thì nó khó, tra nó lâu. Mình nhớ là cái đoạn đấy thầy hòa thượng này dạy câu đó, để mở ra để đọc lại một cái. Nhưng mà bởi vì nó có cái sẵn có của mình trong mình rồi á, nó có cái kiến thức trong mình rồi thì chỉ mở ra cái này nhớ. Rồi ngoài ra cũng phải học tất cả các bậc tôn đức giảng, mình cũng lắng tai nghe để học kinh nghiệm. Các vị trẻ giảng mình cũng lắng tai nghe, một là có thể để mình quân ăn cho vị đó, hai nhưng mà giới trẻ thì khiêu trẻ mà họ đã khen ngợi rất là thông minh. Các vị phát minh là đặc biệt nhất là thời đại công nghệ này, các vị tìm tòi ra được. Xưa thì tôi còn nhớ Hầu Đức Cố Trưởng Lão Pháp Sư Thích Chí Độ, ngài bảo đưa cái kính lúp ra, tôi không biết nó đưa cái gì ra, ngài đọc kinh, nhưng mà chữ nó nhỏ quá trong tam tạng, trong đại tạng ấy. Ngài cầm cái, ngài soi cái từng cái mà này,
Bây giờ thì các vị không cần đâu. Có thể tra về kinh, tra đâu nữa, chỉ cần một cái máy tính, cái điện thoại trong tay động sát được. Thì từ cái đó mà chúng tôi thấy ấy, là về cái thứ nhất là nội mình, là chúng ta quan niệm của người, của người làm công tác bằng pháp, và quan niệm chỉ đạo của giáo hội, hòa thượng chủ tịch đứng đầu cũng đề cập tới cái nội mình. Mà chư Tôn Đức trong ban nhãn sư, ban hoàng pháp giáo hội cũng đều thống nhất là phải lấy cái quan điểm, phải lấy giáo pháp làm đầu, phải phụng sự giáo pháp, phụng sự giáo pháp, lấy giáo pháp. Bởi vì nhiều khi ấy, chúng ta thấy chứ, những người nói xong người ta nói này, chúng tôi muốn nghe lời Phật cơ, chứ còn các vị mà thuyết chuyện thời sự mà chúng, các vị thua chúng tôi này. Các vị thua chúng tôi này. Nhưng mà chúng tôi muốn nghe gì? Chúng tôi muốn nghe lời Phật dạy cả. Cái đấy, nghe lời Phật dạy tức là chúng tôi muốn nghe cái nội mình của các vị đã được làm. Cái thứ hai, về cái quan điểm của Hoàng Pháp, sở trường cái này, sở trường về cái luận minh này là nghị luận đệ nhất ma ca chiên diên. Nghị luận gọi là cái quan trọng, những chỗ nào khó khăn, những nào chỗ nào phải tranh luận, bởi vì ngay thời Phật thôi cũng đã phải tranh luận với các tà phái ngoại đạo đương thời. Thì ngài Ma Ca Chiên Diên là người nổi tiếng nhất, biện luận hùng biện, lý lẽ sắc bén, lời lẽ thuyết phục, mà đã lay động được đối tượng phải chịu hàng phục. Thì cái luận minh này ở trong trong ngành hoàng pháp của chúng ta cũng nên quan điểm là phải có luận minh. Nhưng mà kính thưa quý thân tâm, luận minh này chúng ta cũng phải có một cái quan điểm rõ ràng là chúng ta không nên tranh luận chuyện thị phi trước cái bão táp của Facebook, Status, rồi Zalo về quan niệm thế này, về quan niệm thế khác. Mà chúng ta chỉ cái luận minh này là chúng ta tranh luận trong giáo pháp của Phật. Khi những ai đó cật vấn, những ai đó hỏi chúng ta về quan niệm của giáo pháp Phật, tôi ví dụ như bây giờ có người hỏi là bây giờ giáo đạo Phật chủ trương là không sát sinh, giới thứ nhất của trong đạo Phật là không sát sinh, vậy thì ngài cho tôi biết rằng bây giờ Phật tử mà làm nhận ở nghề thuyền trài cái thì sao, hay là đất nước mà chiến tranh thì sao? Thì mình phải mang cái dạng lời lẽ những câu ở trong các bộ luật khác. Tôi ví dụ như giới thứ nhất không sát sinh, nhưng mà trong luật có một chữ, không câu dĩ sát chỉ sát, tức là lấy một cái việc giết một người cái này để mà ngăn sự chết cả 100 người thì việc đó không phạm tội. Đấy, cho nên luật mới gọi là khai giá trị phạm, có khai giá trị phạm. Thì từ cái đó mà mình biện minh. Còn chứ chúng ta không nên áp dụng cái luận minh này để chúng ta tranh luận trước công luận quần chúng, đặc biệt nhất là trên các cái trang mạng. Nhiều khi chúng ta bị cuốn hút vào cái thói quen của thời sự bây giờ gần đây nhất, cái sở trường gần đây nhất là thích vào để bình luận phù phiếm. Mà để rồi có khi mà chúng ta không hiểu rằng chính cái bình luận, cái phù phiếm đó mà nó đã ảnh hưởng tới thanh danh của giáo hội, ảnh hưởng tới thanh danh của Phật giáo, và nó làm hủy hoại cả cái danh dự của bản thân vị đang tranh luận đạo của chúng ta. Điều này tôi rất là mong chư Tôn Đức Tăng Ni chúng ta quán triệt ở trong cái quan điểm Hoằng Pháp này, là không tranh luận, và chúng ta cũng không bao giờ trong cái luận minh này chúng tôi có đề cập tới nữa, là không bao giờ chúng ta đem giáo pháp của Phật so sánh với giáo pháp của người của tôn giáo khác rồi đả phá họ.
mình đã phán mọi người, thì người cũng sẽ đã phán mình. Thế là cuối cùng là chỉ có đưa đến cái gì, đưa đến tranh đấu mà thôi, không có kết quả gì. Mà chúng ta cứ biết rằng quan niệm của chúng tôi, giáo pháp Đức Phật dạy chúng tôi như thế này, chúng ta không bao giờ chê bài họ. Nếu mà có hỏi, tôi đây không nói chuyện giảng đường này, những cái câu mà chúng tôi được nghe thì chúng tôi trả lời. Mà chúng tôi chỉ muốn đưa rất giản tắt nhất là chúng tôi chỉ nói muốn là trong quan cái việc làm như thế này thì giáo, trong giáo pháp của Phật dạy chúng tôi như thế này. Vâng, các vị nói, các đấng giáo chủ của các vị dạy, các bậc thầy dạy các vị như thế, chúng tôi cũng phải. Thế là hai bên cười với nhau thôi. Còn không bao giờ đem ra tranh luận, bản luận khác hẳn cái nghị luận của Ngài Ma Ca Chuyên Diên thời Đức Phật. Lúc bây giờ thì phải đào nghe để hạ phục được uy tín của Đức Phật. Mà còn chúng ta ngày nay không. Nhưng mà tất nhiên khi mà những người Phật tử họ đến, người dân họ đến, họ chưa đang đứng lưỡng lự hai bên bờ, chưa biết theo đâu. Một là vẫn ở trong đời, hai là theo tôn giáo này, hay là ba là theo Phật. Người ta đến hỏi, thế mình phải bày tỏ quan niệm chính thức, quan niệm giáo lý trong sáng của Đức Phật. Mà tôi nhận nhắc lại là quan niệm về tục đế và chân đế bao giờ cũng có hai câu này. Thực tế lý địa bất thủ nhất tần, tức là quan niệm về chân đế. Nhưng mà sinh diệt môn trùng bất sản nhất pháp, đấy là tục đế. Cái này rất là cần kiếm, không thể rời tách được hai cái này được. Hai cái này lúc nào cũng phải đi song song với nhau. Cho nên các nhà khoa học bây giờ ta gọi là Phật giáo nhập, Phật giáo thế gian, Phật giáo dân gian và Phật giáo bác học. Khi mà chúng tôi học trong các trường học thì các nhà nghiên cứu, các nhà học giả về Phật giáo ấy, người ta gọi Phật giáo Việt Nam là có hai, là Phật giáo dân gian và Phật giáo bác học. Phật giáo dân gian là quyển chuyện ông Bụt, Phật giáo bác học là xuất thế như Phật Hoàng này. Thế thì từ cái đó mà chúng tôi thấy rằng, trở lại rằng, nếu như Phật tử, những người dân mà người ta hỏi bày tiền quan niệm giáo lý của Phật thì chúng ta phải trả lời. Và chúng ta cũng có thể đưa cái so sánh, đây bên kia họ nói thế này, bên này nói này, các vị hãy đưa bằng chính kiến của mình, chính tín của mình, và mình phân tích cho họ biết để người ta theo Phật. Bởi vì chúng ta truyền pháp là để cho người theo, theo giáo pháp Phật, theo Phật. Hồng pháp đoạn trừ tham sân si thì mình cũng đưa cái vấn đề đó để cho người nghe. Chứ còn tuyệt đối chúng ta, tôi nhắc lại, không bao giờ tranh luận với các tôn giáo khác. Và đặc biệt trên diễn đàn là rất là mong chư tôn được quán triệt ở trong cái thứ hai gọi là cái luận minh này, bình luận này, không bình luận trên các trang mạng, không bình luận trên phát ngôn. Trong khi nội bàn tăng già, nội bàn của nội bộ chúng ta nói sao cũng được, còn phát ngôn trên công chúng không bao giờ ảnh hưởng tới sự đoàn kết của dân tộc. Đất nước Việt Nam, đất nước đa dân tộc, 54 dân tộc, nhưng mà đất nước cũng là đa tôn giáo. Bây giờ tới 16 cái tổ chức tôn giáo được công nhận hợp pháp rồi, rất nhiều quan niệm. Rồi ngay Phật giáo của chúng ta bây giờ cũng có các cái tôn giáo khác rồi, cũng giống với Phật giáo. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta mắc vào một cái lỗi là mất đoàn kết dân tộc. Mà mất đoàn kết dân tộc tức là chúng ta mắc một cái lỗi của người công dân. Và Phật giáo chúng ta cũng mắc một cái lỗi của quan điểm của giáo, của giáo hội là đoàn kết. Đoàn kết các tôn giáo, các tôn giáo sống chung trong đất nước Việt Nam, sống chung trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam, bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Cái thứ ba nữa là cái công sảng minh. Công sảng minh đây chúng ta đang làm đây này, chúng ta đang ứng dụng cái công nghệ đây này. Bất cứ lúc nào người tu sĩ, cho nên chúng ta thấy các vị tu sĩ ngày xưa rất giỏi, các đặc biệt là các bày tỏ cố vấn chính trị, ngoại giao, quân sự, là một vị quốc sư
được tôn vinh như ngài quốc sư, được tôn vinh như chứ ngài không giận như là ngài Đỗ Pháp Thuận. Ngài còn vì quốc vì dân mà ngài giả là một ông lái đò. Nếu lái đò mà không sẵn mình thì lái đò ra, đò đã rớt sông đò chìm ngay lập tức. Mà lại nhất là đưa đón sứ giả, sứ giả của nước, tức là bây giờ là đại sứ đặc mệnh toàn quyền ấy. Thế mà ngài ạ là một lái đò, cái công sản mình là người Hoàng Pháp chúng ta nên phải có trang bị cho mình nhiều cái kiến thức khoa học, nhiều kiến thức của xã hội. Và bây giờ nhất thì chúng ta đang công sản mình đây, là cái ứng dụng khoa công nghệ 4.0 này vào trong Hoàng Pháp, trong hoạt động của giáo hội. Giáo hội lúc này cũng họp trực tuyến. Hoàng Pháp của chúng ta là tổ chức khóa tu cũng trực tuyến, nhiều khóa tập cầu nguyện cũng trực tuyến, lễ Phật đán cũng trực tuyến, Vu Lan trực tuyến, rồi cho tới họp ban Hoàng Pháp, rồi đến bây giờ là đào tạo mới tập huấn, lớp tập huấn ứng dụng thời đại công nghệ 4.0, mà lớp khóa này khóa thứ hai, rồi Phật tử cũng hai khóa rồi. Chúng ta cũng ứng dụng công nghệ này. Đây, cái này là cái mà chúng ta đang làm. Nhưng mà cái công sản mình này chúng ta cũng phải tránh một chút, là chúng ta không thể sử dụng mạng bừa bãi để rồi cái gì cũng đưa lên khoe, cái gì cũng nên nói. Ta biết rồi, đây tất cả đã hữu vi pháp, như một Nguyễn Bảo Ảnh như lộ trên cái điện. Do vậy mà cái gì nó có mặt tích cực và có mặt tiêu cực, ta phải biết lựa dụng lên gì đâu, áp dụng cái công sản mình này vào lúc nào nó đúng. Công nghệ này thôi, nếu mà bây giờ chúng ta không có cẩn thận thì trước đây chúng ta nói mà trong một giảng đường chỉ vài 300 người nghe và họ nghe xong là xong. Nhưng bây giờ trước giảng đường là ta nghe và người ta dùng máy điện thoại ghi âm, dùng máy quay, người ta quay video. Rồi á, đặc biệt nhất công nghệ lúc này thì đang giảng đây, nhưng mà tất cả mọi người có thể ai bật nghe được cả. Nếu mà chúng ta không cẩn thận ấy, thì chính nó lại là người cái mà áp dụng công sản này, mà công sản này là đây là làm cho chúng ta đó vạch áo cho người xem đường lộn. Vậy thì tất cả những cái thứ ba này là một người vị pháp sư trước đây chúng ta thấy các vị rất là giỏi. Nhưng chúng ta xem ngay cái câu chuyện của ngài Huyền Trang Đường Tam Tạng pháp sư đấy, trong Tây Du Ký đấy. Những đệ tử của ngài, đệ tử đó là một thân người đấy, một mà thành nhiều mà nhiều thành một đấy. Tất cả bằng cái thầy trò với ngài Đường Tam chỉ là một con người thôi, một con người có điều đầy đủ các yếu tố đó, thì ở trong đó nó có cái công sản mình, nó công sản mình. Và cái thứ tư nữa là cái thân mình. Thân Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong giới luật Đức Phật cũng rất kén người làm tăng. Ngay thụ sa di không được phạm vào 13 gia nạn, mà là thập tam gia nạn. Trong thụ đại giới của bên giới Bắc truyền ấy, thì tăng ấy, là 25 điều không, 25 điều gọi là vấn nạn, trong đó có những điều phải công nhận, có điều không được làm. Ni là 27 điều, tức là kiểm tra tư cách, hay nói cách khác là đúng là một giới đàn là tuyển Phật trưởng, tuyển chọn người làm Phật. Cho nên cái đất cần về cái tướng mà trong sách đã nói đó, trong lời tán thán Phật đã khen ngợi thân Phật đó. Chúng sinh quan kiến chủng chủng thân, nhất thiết khổ nạn giai tiêu diệt. Nhìn thấy thân Phật mà bao nhiêu phiền não khổ đau vợi đi. Nhìn thấy khổ thân Phật mà tất cả buồn phiền, lo sợ, chán đều bỏ đi hết. Bởi vì thân Phật tướng hảo đoan nghiêm. Tu sĩ lên thăng tòa thuyết pháp, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai thì phải như Phật. Cái thân trang nghiêm, y phục chỉnh tề, lời nói dịu dàng,
đặc biệt nhất là thuyết pháp. Không bao giờ nên dùng cái lời lẽ để chúng ta chỉ trích người khác trên pháp tòa. Không nói việc phù phiếm thế gian, không bình luận thời sự cái gì không lợi cho quan điểm của Đảng, Nhà nước chỉ đạo, không nói trên giảng đường, trên pháp tòa. Cái thân ngay ngắn nhưng mà cái miệng nói, cái miệng nói chúng ta nói làm sao mà người Bắc nói người Nam nghe được, người Nam nói người Trung nghe được, người Trung nói người Bắc nghe được. Ba nghìn đều phát ngôn có cái giọng nói khác biệt, nhưng mà cố gắng dùng bằng cái thuật ngữ, bằng cái giọng ngữ. Tôi ví dụ rằng là ở trong Nam dùng gọi cái bút là cái viết, thì vào trong đó thì gọi đây là cái viết, nhưng mà khi đặt bắt thì các vị dùng là cái bút thì người ta dễ hiểu hơn. Cái ngoài Bắc dùng bát ăn cơm, cái để uống nước gọi cái chén, thì mình ra Bắc ấy, thì mình gọi như vậy, nhưng mà về Nam thì gọi là chén ăn, cái ly nước. Tức là mình phải biết cái ngôn ngữ, và đặc biệt nhất là cái thổ ngữ. Mà còn cái điều này quan trọng cho chữ Tôn Đức ở vùng cao nguyên Tây Nguyên, nhưng mà cần thiết cái vấn đề này. Trong thân mình nó có cả thân khẩu ý, cả thân khẩu ý, trong thân và cả thân ý. Niệm nói tâm toàn bộ ý chí vào ý tưởng, lý tưởng phụng sự của người hoằng pháp. Và miệng nói, miệng nói làm sao để người ta nghe, người ta hiểu, người ta thấu. Nhưng mà nói lời Phật. Và đặc biệt là chúng tôi vẫn nhấn mạnh là không nên dùng lời lẽ gay gắt, lời lẽ chỉ trích, lời nói phê phán bất cứ một ai, một tôn giáo nào, một quan niệm chính trị nào ở trên pháp tòa, mà chỉ nói những lời của Đức Phật ra. Lời của Đức Phật cũng có thể chúng ta đưa ra quan niệm của Đức Phật giảng về vấn đề này, vấn đề kia, hai bản đúng, thuận chiều và trái chiều cũng có đấy. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nói đả động với người khác. Không nên bao giờ đả động vật với người khác nào. Xúc phạm danh dự, phẩm giá và quyền riêng tư của con người đó. Đấy là cái quan niệm thứ tư về thân mình. Và cái quan niệm thứ năm về y phương mình. Thưa chư Tôn, ích phương mình lúc này lúc rất đang cần thiết nhất. Trước đây chư Tổ, đặc biệt là chư Tổ Việt Nam, đã áp dụng cái y phương minh này. Ngôi chùa là một cái danh lam thắng cảnh, ngôi chùa cũng là một cái vườn thuốc, bởi vì ra vườn chùa chỗ nào cũng có cây lạc chữa được bệnh. Mà chính vì vậy mà tổ sư Quốc Sư Minh Không thời nhà Lý, rồi tổ sư Tuệ Tĩnh thời nhà Trần đều lấy vườn cây hoa cỏ ở trong cảnh chùa làm bài thuốc chữa trị cho người dân, cho họ theo cái phương pháp của kinh dược sư, cho ăn rồi chữa bệnh, mà chữa bệnh thân trước, thân yên ổn thì tâm được yên ổn. Nên cái y phương mình này, và đặc biệt nhất lúc này là cái lúc mà trong thời gì chống dịch này, Phật giáo chúng ta nói chung mà các nhà hoàng pháp lúc này, bản thân chúng tôi lúc này cũng đang làm cái tiếp tế tặng quà cho những người đang gặp khó khăn. Thì đấy là mình đang học cái y phương minh ở đây. Họ không đói thì họ không có bệnh. Họ không đói bởi vì ngay trong cái dịch này, người ta chống dịch này, các nhà Bộ Y tế cũng khuyến cáo là phải giữ gìn sức khỏe tốt, bồi dưỡng cơ thể, thì người ta đang thiếu thốn. Mình mang được cái quà tặng đến cho người ta, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến cho người ta. Đấy là mình đang, nhà hoàng pháp mình đang thực hiện cái y phương mình này. Rồi đặc biệt nhất là chúng ta theo dõi rất nhiều chuyến tiễn đưa của giáo hội, những vị tăng ni tu sĩ trẻ cởi cả sa khoác bờ lùi. Chúng tôi các bạn này phát biểu trong ý chủ hội. Là vì sao? Đúng, lúc đó vào đâu có thể mặc áo dài được,
Cá sa thì lại càng không mặc được nữa, mà mặc một cái áo bộ đồ trắng. Qua cùng với các bác sĩ, y tá, y sĩ, y tế để mà chăm sóc cứu bệnh, cứu người những cái bệnh mà chư tổ trong quá khứ cũng vậy. Đặc biệt nhất các tổ Việt Nam, các chùa, các hòa thượng đều là những danh y. Mà nổi tiếng nhất là thằng nhà Lý Quốc Sư Minh Không, vẫn còn hiện diện trong lịch sử Việt Nam. Cái chùa Bái Đính, cái vườn thuốc thánh ở Hoa Liên đó, Ninh Bình vẫn còn. Nền nhà của nhà Thanh Nguyễn, tức là ngài thằng Nguyễn Minh Không, vẫn còn. Một cái danh, địa danh vẫn còn lưu truyền cả ngàn năm nay vì cái y phương minh của Phật giáo Việt Nam. Và cho tới sau này, khi mà Phật giáo chưa, xin lỗi, khi mà đất nước chưa phát triển về ngành y thì chùa chiền là những nơi chữa bệnh. Rồi cho tới khi này, sau này cái y tế phát triển rồi thì Phật giáo cũng có nhiều vị tham gia ngành y, như Hòa Thượng Thích Hạnh Ấn ở chùa Từ Đàm Huế là bác sĩ, rồi ở Đồng Nai mà sư cô như Thanh. Tóm lại là quan niệm của chúng tôi hôm nay muốn đưa lại, thưa chúng tôi Đức, trong năm cái quan điểm về nhiệm vụ của người Hoằng Pháp, lý tưởng phụng sự và cái quan điểm trên dựa trên cái ngũ minh và của Bồ Tát Đạo, nhưng mà có đổi một chút quan niệm của ngài Thanh Nghiêm, để cũng dặn chư tôn đức chúng ta nghiên cứu và để ứng dụng cho cái Hoằng Pháp trong thời kỳ đang chống dịch này, trong thời đại mà thời đại công nghệ bùng nổ này, nó có nhiều cái mặt tích cực nhưng nó cũng có nhiều cái mặt mà chúng ta phải tránh. Nếu chúng ta tránh được bao nhiêu thì nó đỡ tổn hại cho Phật giáo, tổn hại cho giáo hội, và thiết thực nhất là không ảnh hưởng đến cuộc sống, đến đời chống tu sĩ của chúng ta. Cổ nhân đã dạy rồi, 100 năm tích đức tu hành, 1 nhời thất đức công trình để đi đổ đi. Đấy, chỉ một lời bình luận, một lời nói phù phiếm mà đã có những cái gương phải đi xin lỗi người ta, đã có những cái người mà đã làm tổn thương cho giáo hội và phát ngôn không đúng, làm chí là chúng ta xúc phạm cả đến người ta, nói cả đến Đức Phật, đến giáo hội đã đau lòng rồi, nhưng mà lại nói đến cả đến Đức Phật nữa. Con mà để cho người ta nói xấu cha thì con làm sao mà xứng đáng con của cha được nữa. Và chính vì cái mục đích lý tưởng phụng sự và muốn mục đích cho ngành Hoằng Pháp chúng ta phát triển, mục đích của chúng ta là lý tưởng chúng ta là đem đạo vào đời và huyền truyền trong cuộc sống hiện nay. Cho nên hôm nay chúng tôi nhận lời với ban tổ chức để có cái bài nói chuyện cùng tham khảo với chư tôn đức trong cái chủ đề là lý tưởng phụng sự và quan điểm của người Hoằng Pháp trong thời đại công nghệ 4.0 trong cái bài giảng của chiều hôm nay. Rất trân trọng cảm ơn chư tôn đức đã lắng nghe và cũng cầu chúc cho khóa tụ học của chúng ta thành công tốt đẹp. Và trân trọng cảm ơn Trang Phật Sự Online và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã chỉ đạo trưởng ban tổ chức khóa học để cho các buổi học của chúng ta từ đầu cho tới ngày bế giảng được thành công viên mãn. Kính chúc chư tôn đức một mùa hậu an cư sau ngày Vu Lan được an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính bạch trên chư tôn đức tăng ni và đại chúng, thì vừa rồi đó thì trong cái chuyên đề đầu tiên đó, thì để chuẩn bị cho cái buổi học này thì Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp cũng đã có cái buổi thu hình chuyên biệt cho cái buổi học này, để nó bởi vì nhằm đảm bảo cho cái chất lượng hình ảnh và đường truyền, thì Hòa Thượng cũng đã giúp giải quyết bằng cái phương pháp đó để rồi chúng ta cũng có thể nghe đi nghe lại được nhiều lần. Thì chúng tôi đã up ở trên cái YouTube và Facebook. Thì qua cái nội dung này đó thì chúng ta thấy, chúng ta tóm lại có mấy cái nội dung mà chư tôn đức tăng ni ở trong cái khóa học chúng ta cần phải lưu tâm. Cái thứ nhất
Hòa Thượng đã nói về cái lý tưởng phụng sự của một cái người làm cái công tác hoằng pháp. Thì chúng ta cũng đã thấy là Hòa Thượng cũng đã đưa ra cái hình ảnh của chư tổ, cái sự dấn thân của chư tổ với mục đích là để xây dựng làm sao đó, là bản thân mình khi mình đã cho rằng mình là một sứ giả Như Lai, cái người mà phát nguyện làm cho cái công tác hoằng pháp đó, thì là mình phải có cái tinh thần là dấn thân và phụng sự, không có cố chấp. Mà cái gì chúng ta làm được cho Phật Pháp, làm được cho xã hội thì chúng ta đều phải cố gắng tận tâm để mà đi thực hiện. Mà chúng ta người làm cái công tác hoằng pháp thì phải thuộc lòng cái câu là gì, nơi nào chúng sanh cần thì con đến, đạo pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao mà không từ khó nhọc. Chúng ta phải thuộc cái câu này. Cái câu này là gần như là một cái câu phương châm vậy đó. Từ cái năm mà chúng tôi mới có 20 mấy tuổi, khi mà được học cái khóa đầu tiên đào tạo của ngành hoằng pháp gọi là khóa Thiện Hoa, thì chúng tôi muốn giải thích thêm chỗ này để cho quý vị cũng biết. Các cái khóa học mà quý vị đi qua quý vị cũng biết. Thì lúc bấy giờ đó thì thời kỳ lúc bấy giờ thì trưởng ban hoằng pháp lúc bấy giờ tức là Hòa Thượng Quê Nghiêm á, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, hiện nay là viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Này. Thì vào năm lúc đó thì quý vị biết, năm đó thì mới có năm 92. Thì bắt đầu từ thì vậy các cái trường hạ thì lúc bấy giờ đó là cứ cho tổ chức thi rồi chọn ra những cái người có năng khiếu, bởi vì những năm đó là chúng ta chưa có mở được ở văn phòng 2. Văn phòng 2 thì như vậy đó, thì lúc đó là cái khóa này cũng được, tôi nhớ là mấy trăm vị, là cái khóa đầu tiên nhất, cho nên là lấy cái tên của Đức Hòa Thượng là khóa Thiện Hoa, vị mà đã có cái công rất lớn trong cái công tác mà trùng hưng chấn hưng Phật giáo lúc bấy giờ. Mà Hòa Thượng có cái bộ sách nổi tiếng mà chúng ta kêu là cái cây thang giáo lý đó, là bộ Phật học phổ thông. Cho nên đây là cái khóa đầu tiên, cái khóa đào tạo giảng sư đầu tiên. Thì cái khóa này đó thì quý vị biết đó là tập trung rất nhiều cái vị lớn, coi như từ sau cái ngày giải phóng năm 1975 thì lại, cho nên là xuyên suốt từ đó đến sau thì các vị thì được thi trong cái khóa này, thì vào học trong cái khóa này. Thì cái khóa này rồi sau đó đến cái khóa, và sau đó nữa thì bắt đầu mới thấy là cái nhu cầu học tập của tăng ni ở cái ngành hoằng pháp này rất là đông. Cho nên bắt đầu chúng ta mới hình thành ra cái khóa gọi là đào tạo giảng sư. Đào tạo giảng sư thì bắt đầu thì đào tạo được 1-2 khóa, từ cái khóa Thiện Hoa, khóa Trí Thủ, rồi kế tiếp đó nữa là đào tạo tại 294 năm Kỳ Khởi Nghĩa. Và các cái khóa sau đó thì dời về đào tạo ở tại chùa Hòa Khánh, chỗ của Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, hiện nay là phó trưởng ban thường trực ban pháp trung ương, thì đào tạo xuyên suốt tới bây giờ đã là cái khóa thứ 11-12 rồi. Thì như vậy thì 2 năm trước thì mới tiếp tục là nhằm đáp ứng cho cái nhu cầu đào tạo giảng sư ở khu vực phía Bắc, thì bắt đầu mới mở cái khóa đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc là ở tại chùa Vạn Phúc đó. Thì trong các cái khóa này đó, thì xin thưa quý vị là khóa Thiện Hoa, khóa Trí Thủ là ở trên giảng đường đều đề hẳn một cái câu là gì, đọc hẳn luôn cái câu này, khi vào niệm Phật rồi hồi hướng thì cũng đều đọc cái câu là nơi nào chúng sanh cần thì con đến, mà đạo pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao không từ khó nhọc, để xây dựng một cái lý tưởng hoằng pháp của cái người giảng sư là chúng ta không ngại cái khó nhọc. Đấy. Cho nên á, chính vì vậy mà quý vị biết đó là chúng ta có thể nói là cái người mà có đông tín đồ Phật tử ấy, thì ngoài cái việc mà chư tôn đức đạo cao đức trọng có cái công đức sâu dày tu tập rồi có cái năng lượng để nó tự nhiên làm cho cảm hóa được tất cả chúng sinh, mọi người người ta về quy y rồi về học pháp đông ra, thì chúng ta có thể nói là lực lượng giảng sư là kế tiếp. Là bởi vì thường xuyên đi hoằng pháp độ sinh, cho nên là quần chúng người ta cảm mến, thì chúng ta có cái số lượng quần chúng rất đông, chúng ta phải nói đến như thế. Thì là
rất cần những vị này có cái tiếng nói, và rất cần những vị này là có cái tinh thần dấn thân để chúng ta làm cái tấm gương sáng mà. Cho nên cái lý tưởng hoằng pháp của cái người làm cái công tác hoằng pháp là đòi hỏi là rất là cần thiết, rất cần thiết. Đấy. Thì là trong cái việc hoằng pháp này thì cũng đòi hỏi có một cái ý là phải sáng tạo, phải sáng tạo. Thì hồi nãy Hòa Thượng cũng có đề cập đến cái lý tưởng hoằng pháp chúng ta, ngoài cái việc đó là gì, là dùng cái từ là dùng cái câu là gì, nơi nào chúng sanh cần con đến, đạo pháp cần con đi, chẳng kể gian lao không từ khó nhọc. Và trong cái nghị quyết thì có đề đó là thay đổi sáng tạo phương pháp hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử, thì đây cũng là cái nội dung. Thì trong cái khóa vừa rồi thì chúng tôi thấy có mấy cái rất là hay, thì muốn đề cập ở trong đó có sư Thiện Ngọc, sư Thiện Minh và thầy Pháp Chí, một số thầy thì tôi thấy là đã phát huy ngay. Sư Thiện Ngọc thì ở nước ngoài nhiều, đi Myanmar nhiều, cho nên đã thấy là mấy hôm nay phát triển cái giảng đường online giảng đường online đấy, rồi tổ chức mời các vị mấy vị đi. Rồi đó là y đó là trong cái này thì sư Thiện Ngọc lại là tổ chức ra cái nhóm người điều hành, và là cũng đã thỉnh cái vị Tam Tạng Pháp Sư ở Myanmar để giảng đó. Thì cái này cũng là cần thiết, nhưng mà trong cái chỗ này đó là đang rất là phát triển rất mạnh, chúng tôi thấy nhìn ra được cái phát triển rất mạnh. Nhưng mà cái chỗ này đó là chúng ta cũng phải lưu ý một cái. Làm cái công tác hoằng pháp chúng ta cũng phải lưu ý một cái. Lưu ý gì là cái tín đồ Phật tử hiện nay đó là các vị cái tâm hướng ngoại nó rất là nhiều. Tâm hướng ngoại rất nhiều. Cho nên nếu mình không khéo thì mình làm cho họ ủng hộ cái tâm hướng ngoại này. Mà thông thường thì người ta như vậy, người ta kêu là Phật nhà không linh. Thấy hay cái đó. Cho nên là mình có thể là giai đoạn đầu mình mượn cái vấn đề này để tập hợp quần chúng. Rồi tập hợp quần chúng xong thì làm sao mình quyển chuyển từ cái việc tập hợp quần chúng, mình phải phát huy được cái lực lượng giảng sư của nước nhà, chư tôn đức tăng ni ở tại nước nhà, để họ có cái tâm là họ phải hiểu Phật giáo Việt Nam không thua bất cứ đất nước nào. Đó. Cho nên là cái đó mình mới thấy được cái đó là cái quan trọng. Chứ không khéo là nó không hay, nó phát triển cái này nhưng mà nó vẫn đến một cái khác nữa thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái này cũng phải chú ý. Cho nên chúng ta nhớ không, cái câu mà mặt trận trung ương nói cái câu là chủ trương đó là chỗ là người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam, dĩ nhiên là phải đảm bảo chất lượng mới được. Thì cái này là chúng ta cũng phải khéo léo, không khéo là chúng ta dẫn dắt là thành cái việc đó là hướng ngoại hết, thì cái này cũng rất là nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đánh giá rất cao cái việc sáng tạo dấn thân, cái đó đã có kết quả. Ban đầu mình không đủ sức thì mình phải mượn, không đủ sức mình phải mượn sức xong rồi mình đứng vững xong rồi thì mình phát huy cái tại chỗ của mình. Cái này là cái cần thiết, chư tôn đức cũng phải chú ý. Chứ còn không là tới cuối cùng là mình không có gì hết, trống không, mà mình vô tình mình phải đẩy cái phong trào nó càng lên cao thì nó sẽ có tác hại ở một cái lãnh vực khác. Cái này quý vị cũng phải chú ý. Và cái nội dung kế tiếp thì Hòa Thượng đã nói về một số nguyên tắc của người làm công tác hoằng pháp. Thì cái một số nguyên tắc của người làm công tác hoằng pháp thì trong đó Hòa Thượng đã điểm mấy cái việc quý vị chú ý dùm. Cái việc thứ nhất đó là gì? Là người làm công tác hoằng pháp của chúng ta là chúng ta đầu tiên nhất chúng ta phải tôn trọng cái giới luật, luật pháp và những cái quy định. Quý vị phải nhớ cái này chúng ta phải nhất định chúng ta phải nhớ. Trong cái kinh nghiệm của tôi á, chúng tôi làm công tác hoằng pháp á, rồi làm cái công tác lãnh đạo á, thì cái này muốn nói với chư tôn đức tăng ni phải chú ý cái chỗ này. Bản thân chúng ta phải làm cho nó đúng cái giới luật. Mình đừng có suy nghĩ nghe, đừng không nên chủ quan rằng tôi cũng làm từ thiện rồi, tôi cũng
giảng rồi cũng có uy tín, cho nên tôi cũng có quen cái người này, tôi quen người nọ. Rồi mình cố ý mình làm sai với luật lệ, hoặc là mình đem những cái người mà mình quen biết lớn ra, mình đi dọa người ta nói tê tôi quen cái người đó. Không có nghĩa là mình quen với người lớn là mình được phép làm vậy. Phải nhớ như vậy nha. Phải nhớ cái này mới được. Bởi vì khi mà ra chuyện, tôi xin thưa với quý vị, ngày thường có thể rất thân với chúng ta, nhưng mà khi ra chuyện, mà ra chuyện mà chúng ta đang làm cái việc đó không đúng với giới luật, đang làm cái việc đó không đúng với pháp luật, không ai bên chúng ta đâu. Bởi vì người ta không thể nào mà binh cho một cái người làm sai với giới luật, binh cho cái người mà làm sai với luật định. Thì ở trong đó cái ngành giảng sư của chúng ta đó thì có mấy cái luật định, mấy cái quy định quý vị phải nhớ. Cái thứ nhất là chúng ta tuyệt đối là chúng ta phải làm tốt cái nội quy của Ban Tăng sự Trung ương. Vị nào mà chúng ta chưa có đọc lại cái nội quy Ban Tăng sự Trung ương thì chúng tôi yêu cầu là quý vị phải đọc. Đấy, phải đọc. Quý vị không thể nào, chúng ta làm một tu sĩ bình thường thôi, chưa phải là giảng sư, là nhà hoằng pháp, thì quý vị cũng phải đọc rồi. Huống gì mình là một cái người giảng sư, một cái nhà hoằng pháp, tôi yêu cầu là các vị muốn làm tốt công tác này, quý vị đầu tiên nhất, quý vị phải chịu khó đọc cái nội quy Ban Tăng sự. Tại sao vậy? Tôi ví dụ thôi. Ví dụ bây giờ ở trong ta quy định là gì? Một tu sĩ hợp pháp là tu sĩ đó phải ở cơ sở thờ tự hợp pháp, và cái hoạt động chúng ta phải tuân thủ theo cái hoạt động của tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng mà chúng tôi phát hiện là có nhiều vị á là như thế này: mình đi đến cái nhà của Phật tử, mình thấy vậy cái mình tập hợp quần chúng lại cho mình giảng. Cái này đứng về nguyên tắc hoằng pháp thì chúng ta cho rằng cái này hay, tức là mình giảng pháp tùy thời tùy cơ, thấy đủ điều kiện là mình giảng ngay. Nhưng mà nhớ, chẳng hạn như mình giảng thông qua một cái buổi nói chuyện uống trà, 5-3 vị, 20 vị mà người ta đến thăm mình uống trà là bình thường, phải không? Nhưng mà nó trở thành một cái buổi tổ chức thì quý vị phải nhớ, câu chuyện đó chúng ta đang làm tốt nhưng mà trở thành câu chuyện đang vi phạm pháp luật. Người ta gọi là gì? Hoạt động trái phép. Quý vị thấy không? Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên có cái lần đó quý vị biết là chúng tôi đi sang tỉnh ngoài, thì các vị đó mời đến chùa. Đến chùa thì có cái chức năng là gì? Tổ chức giảng pháp này kia đó là bình thường, tụng niệm giảng pháp là gì? Đó là cơ sở thờ tự tôn giáo hợp pháp. Chuyện đó chúng ta yên tâm. Nhưng chẳng hạn như mời quý vị ra một cái tiệm cơm chay giảng là quý vị phải cẩn thận. Ăn trong một buổi cơm chúng ta chia sẻ với nhau là câu chuyện bình thường, nhưng mà trở thành có những cái nghi thức, có những cái công tác tổ chức thì chúng ta là giảng sư là chúng ta phải cẩn thận. Nếu y không có đăng ký hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cho cái buổi hoạt động này thì chúng ta nói cách khác là hoạt động đó là phi pháp. Quý vị thấy không? Phi pháp. Thì cái này cũng rất là nguy hiểm. Mà khi á, chẳng hạn như á, người ta không để ý tới thôi, nhưng mà khi có việc để ý tới, người ta đến lập biên bản là gì? Mình là cái người giảng sư đang hoạt động trái pháp luật. Mà mình bị dính như vậy rồi đó là chừng 2-3 lần thôi là nó sẽ rất là phiền. Cho nên cái này là quý vị khi đi đến chỗ này nè, đi đến những cái chỗ này là chúng tôi nói cái lãnh vực mà chúng ta hoạt động, khi đi đến những cái chỗ này là quý vị phải thật sự chú ý. Và không khéo cái hoạt động này của mình, cái hoạt động này của mình cứ ngỡ là mình làm đúng, nhưng mà xin thưa không khéo cái hoạt động này nó dẫn đến một cái trường hợp là gì? Nó sẽ va chạm với chủ trương quan điểm hoạt động của địa phương, là coi như từ đó tới sau là mình không còn có cơ hội đến tỉnh để giảng pháp. Quý vị phải nhớ cái chỗ đó. Chúng tôi ví dụ thôi, một cái chuyện thôi như thế này. Đây là một cái câu chuyện có thật nha, có thật trong cái việc mà làm đúng pháp luật ở cái tỉnh đó. Lý do tế nhị đúng không nói tỉnh nào thôi, mà đây là câu chuyện có thật ở cái tỉnh đó. Bây giờ đó là có cái vị tín chủ, họ muốn quy tụ những cái quần chúng mà có điều kiện về tài chính, về kinh tế, cho nên bây giờ họ mới làm một cái tiệm cơm chay. Thì cái tiệm cơm chay này mở ra, mình nhìn từ cái hình thức bên ngoài là tốt, không có gì hết, bởi vì vị này là người có tiền. Mà mình nhớ, có khi người ta có tiền, người ta không cần kiếm tiền nữa, mà người ta cần có một cái uy tín ở một cái lãnh vực khác.
Thì bây giờ họ mới tập hợp hết các vị mạnh thường quân, các vị mà có điều kiện về tiền bạc, họ nói mời về cái tiệm cơm này ăn. Tiệm cơm làm rất sang, đãi miễn phí hết. Mỗi một tháng vị đến đó ăn vậy thì sẽ mời một cái ông giảng sư ở tỉnh khác đến đó để giảng. Đến đó để giảng. Đến đó để giảng. Khi tôi phát hiện được cái đó, bản thân tôi không tham gia, mà tôi cũng yêu cầu các vị giảng sư không nên tham gia. Là tại sao vậy? Bởi vì đó là họ đang muốn là gì? Chi phối cái việc này. Bởi vì giảng pháp thì phải ở tại chùa. Mình nghĩ là ở nơi nơi giảng pháp là điều tốt, nhưng mà coi chừng vô cùng, vô tình chúng ta gớt chúng vào cái bẫy là gì? Gớt chúng vào cái bẫy là gì? Họ vô hiệu hóa cái chức năng hoạt động của chùa. Chức năng hoạt động của chùa mình thấy trước mắt nó là tốt, nhưng về lâu về dài đâu có tỉnh nào người ta chấp nhận cái trường hợp đó. Bởi vì chùa là cái chức năng để giảng pháp, giảng kinh, còn tiệm cơm chay là để ăn cơm, chứ không phải tiệm cơm chay để làm này. Chẳng hạn như đến đó họp mặt nhau buổi nói ba câu bốn chuyện được, mà còn cái chuyện mà tổ chức thường xuyên hàng tuần vào ngày chủ nhật, vào ngày chủ nhật có mang tính chất tổ chức, thì cái này chúng ta phải đắn đo ngay. Tức là nó đang vô hiệu hóa chức năng hoạt động của chùa mình. Chức năng hoạt động của chùa mình. Còn ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái thành phố đô thị lớn thì nó bao la bát ngát mình không nói, nhưng mà về đến cấp tỉnh thì cái việc này rất khó chấp nhận. Rất khó chấp nhận. Đó, cho nên là cái này quý vị phải nhớ là khi chúng ta tham gia các cái hoạt động đó như vậy là vi phạm pháp luật. Tức là chưa thực hiện tốt đúng cái luật quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Đó. Thì chúng tôi xin lưu ý quý vị như vậy. Nhất là khi mà mình đến ở cấp tỉnh á, thì cái này quý vị phải chú ý, tuyệt đối chú ý. Còn thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, đất rộng người đông, thì cái này chúng ta có thể miễn cưỡng được. Nhưng mà tôi khuyên nếu có hình thức tổ chức như vậy thôi, mô Phật, mình không cần thiết mấy cái đó. Không cần thiết, quý vị cứ nghe lời tôi, cái đó thôi, xin mô Phật không tham gia. Không tham gia. À, bởi vì cái này nó rất nguy hiểm. À, rất là nguy hiểm. À, mình hoạt động vậy là không có xin phép, nó không đúng với cái nơi tổ chức, nó không có đúng cái chức năng để làm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái việc này mà chúng ta tuân thủ cái luật lệ thì muốn nói thêm cho quý vị cái chú ý. Mình đi đến cái ngôi chùa nào mình giảng á, đi đến cái ngôi chùa nào người ta giảng, quý vị nên học theo cái hạnh của Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp. Có mấy lần chúng tôi đi ra ngoài Bắc, đi với Hòa Thượng. Hòa Thượng nói thôi Thượng Tọa đi chung với tôi, mời Thượng Tọa đi giảng. Thì đúng là mỗi nơi có một cái quen, cái tục lệ khác nhau. Chẳng hạn như là có đến một vài cái ngôi chùa mà chúng tôi đi với Hòa Thượng, chúng tôi biết xong rồi là quý Phật tử người ta chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, không ai kêu gọi gì dân ở nhà, người ta chuẩn bị sẵn người cái bì thơ đều hết trơn vậy đó, người ta đem lên ta dân cúng. Thì Hòa Thượng bằng cái cách gì? Tức là Hòa Thượng bằng cái cách là Hòa Thượng để trên bàn tổ để ta đến cúng hết, thì xong tới cuối cùng Hòa Thượng nói thôi cái này tôi xin cúng dường lại cho chủ trì, tôi xin cúng dường lại cho chủ trì. À, ở đây chúng ta không nói nhiều hay ít, nhưng mà đây là một cái điều kiện rất tốt. Bởi vì á, chúng ta phải hiểu cái việc là gì, chúng ta xác định mình đến đây là để hoằng pháp, đến đây là để hoằng pháp. Tự nhiên chủ trì sau này người ta cũng thấy hoan hỷ, ô mời cái vị thầy này đến mình không có mất cái gì hết trơn, mời cái thầy này đến không có mất cái gì hết trơn á, mà mời thầy này đến là thầy này còn giúp mình nè, tập hợp quần chúng về với cái uy tín của thầy này để cho cái ngôi chùa này hoạt động tốt. Cái này mới là cái ý nghĩa. Cái này mới là cái ý nghĩa. Quý vị nhớ cái chỗ này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tuyệt đối chúng ta tuân thủ theo một cái nguyên tắc là gì? Tuyệt đối không nên đến đó rồi. Phật tử thì đúng là ai cũng có cái duyên. Họ thấy ông thầy này ông nói hay quá, thấy sư cô này nói hay quá, họ liên lạc với mình nói thầy cho con xin quy y với thầy, hoặc là con lợi chùa thầy, con quy y với thầy. Cái người thô á, thô thiển thì họ tranh thủ họ tổ chức luôn quy y ở tại đó. Còn cái người vi tế có thể hẹn đến địa điểm mình tổ chức. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái này nó cực kỳ mất lòng với nhau. Chúng ta phải chú ý.
cho dù là mình có quy y đi nữa, mình cũng không dẫn cái vị đệ tử này đi đâu được đâu, không dời đi đâu được, nhưng mà mình tự nhiên làm cho cái vị trụ trì người ta lo lắng, mời cái vị thầy này đến, sao tự nhiên mình mất tín đồ. Cái này quý vị cũng phải chú ý, đã từng xảy ra chuyện này. Cho nên đây gần như là một trong những cái nguyên tắc của người giảng sư của chúng ta. Mà cái hạnh này đó nha, là Đức Hòa Thượng Chiếu Quảng là rất, rất tuyệt vời. Những cái năm mà chúng tôi đi theo Hòa Thượng đi giảng Pháp, theo đoàn văn Pháp, thì Hòa Thượng đều nói: con à, mình giảng xong rồi đó, mình tranh thủ sắp xếp mình đi về liền. Tới bây giờ Hòa Thượng vẫn cái hạnh. Cho nên khi mà chúng tôi làm trụ trì, quý vị biết có cái năm, có cái năm chúng tôi tổ chức một cái khóa tu trên 1.500 học viên, sinh viên họ đến họ tu. Thì giới trẻ mà nó có những cái thầy mà giảng giống như idol của y, giới trẻ y thích lắm, rất là thích. Tới sau này tôi mới biết khi có cái chiêu trò như thế nào. Thì khi mà giảng đó thì bởi vì xếp 9 giờ, 8 giờ khai giảng, rồi 9 giờ cái thầy này giảng, rồi 10 giờ tới thầy kia giảng, thì tôi xếp tới cái thầy này là 10 giờ giảng đến 11 giờ. 10 giờ giảng 11 giờ. Thì do mình cũng cấp phó ban hoằng pháp mà, cho nên là lúc đó mời là mời đông quý hòa thượng lắm. Hòa thượng Minh Thiện, hòa thượng Tấn Đạt, quý hòa thượng phó ban hoằng pháp đều đến dự ở dưới Phật quan. Thì mới đi một đoàn xuống, quý thầy nói hô ủng hộ cho Minh Nhẫn làm việc, thôi xuống nhau đi, đi một xe vậy một đoàn xuống. Thì đoàn xuống thì dự lễ khai giảng xong, tới thời thầy này giảng. Thì thấy tới 10 giờ 45 rồi, mới dọn cơm ra, tôi mới nói thôi thỉnh quý hòa thượng dùng cơm trước, rồi thầy này giảng xong rồi thì thầy này lên dùng sau. Thì quý hòa thượng mới nói thôi xuống chung một đoàn, cứ đợi với nhau cho vui, tí dùng chung. Thì đến 11 giờ rồi, quý hòa thượng cũng ngồi đợi, rồi đợi đến 11 giờ 15 mà cũng ngồi đợi, cũng ngồi đợi. Thì thấy như vậy thì tôi mới lên, tôi mới kêu ông thị giả lên nhắc thầy đó: quý hòa thượng đang đợi dùng cơm, giờ giảng hết rồi, kết thúc đi. Thì khi mà kết thúc cái giờ giảng đó xuống thì thầy này mới hỏi: tụi con có chụp hình chung với thầy không? Thì cái kiểu giống như là idol mà mấy đứa nhỏ nó thích lắm, nó bu là nó chụp. Thì sau này mình mới biết đó cũng là một cái phương tiện công cụ truyền thông rất tốt. Đứa nào nó cũng chụp hết trơn, nó chụp xong rồi nó phải đưa lên mạng. Mà 1.000 đứa như vậy nó chụp cái kiểu đó đưa lên mạng thì tức là nó đình đám ở trên mạng rồi. Còn chúng ta nghiêm túc quá, chúng ta xong rồi chúng ta bỏ người ta đi, chúng ta không cho ai chụp hình hết, tới cuối cùng không có đứa nào nó có tấm hình nào của mình trơn để nó đi khoe. Thì mình cũng thất thiệt cái chỗ này. Nhưng mà cứ lây hoay cái chỗ đó hoài, một hồi cái kéo về đến cái chỗ mà nhà ăn cơm, nhà khách. Thì các em nó vô thì đang ngồi chung, quý hòa thượng chuẩn bị ăn cơm thì hết rủ người này chụp tới người kia chụp, nhưng mà các hòa thượng thì không được chụp. Có nghĩa là bởi vì lớp trẻ nó chỉ muốn idol của nó thôi, cái kiểu của nó vậy. Sau cái lần đó thì là mình thấy mình ngồi chung với quý hòa thượng lớn, mình ngại, hết sức là ngại. Sau cái lần đó thì tôi mới nói với các thầy trong ban tổ chức, nói thôi, từ đây sắp tới thầy này thì giảng hay đó. Giảng thì hay, mấy đứa nhỏ nó cũng thích, nó cũng đề nghị, trước khi khóa tu nó cũng đề nghị: thầy ơi, thầy hoan hỷ mời thầy này về nha, tụi con thích thầy này. Thì tôi nói là cái đó thì cũng hay, nhưng mà thôi, sau này các thầy trong ban tổ chức, quý thầy nghe lời tôi, nói thôi đừng mời thầy nữa. Rồi ở dưới tỉnh mình mà có tổ chức gì đó mà giảng là thôi đừng có mời thầy nữa này nữa đi, mời thầy khác nha. Mình nhiều giảng sư lắm, nhưng mà thôi đừng có mời thầy này. Thì sau khi tổng kết cái khóa tu thì ngay lúc đó thì mình chỉ đạo nó như vậy, nhưng mà tổng kết khóa tu thì mấy thầy kia mới thắc mắc: thầy sao kỳ vậy? Bởi vì ở tại chùa tôi, nhưng mà tôi lại là phó trưởng ban thường trực của giáo hội tỉnh mà, cho nên cũng là lãnh đạo tỉnh, cho nên tôi chỉ đạo vậy xong là coi như cả tỉnh luôn rồi. Thì mấy thầy kia mới thắc mắc hỏi: sư phụ sao kỳ vậy? Thấy thầy này giảng hay quá, mấy đứa nhỏ nó cũng thích quá, nếu mình mời thầy này về thì có khi thu hút được thêm một số mấy đứa nhỏ nữa chứ sao. Sư phụ nó kêu thôi đừng có mời nữa, mà sau này thôi các chùa cũng không nên mời, làm sao kỳ vậy? Tôi mới nói mấy thầy hỏi thì tôi mới nói là bởi vì cái vị này đang vi phạm một cái nguyên tắc
hết sức là quan trọng đối với tôi. Cái thứ nhất là cái vị này cũng chưa phải là lớn tuổi, cứng đại đức thôi, chứ chưa lên thượng tọa, mà bây giờ quý hòa thượng lớn, hàng giáo phẩm cây cao bóng cả như vậy. Đúng lý tế nhị khi nghe nó quý hòa thượng đợi dùng cơm tới 11 giờ rồi mình tranh thủ kết thúc, chụp đôi ba hình là được. Còn bây giờ còn ngủ ghê, kéo lên phòng khách, quý hòa thượng thì đang ngồi đợi ăn cơm, mà bây giờ cứ hết chụp với người này rồi đến chụp với người kia. Thì quý vị cứ suy nghĩ xem cái cảm giác của quý hòa thượng ngồi đó thì sao. Tức là cho những cái người lớn cảm giác, ôi tụi tôi lớn rồi, mấy đứa nhỏ nó không cần thiết tới nữa rồi, nó không thèm mình nữa rồi, mình giảng tệ quá hay như thế nào, thì cái cảm giác này vô cùng nguy hiểm, vô cùng khó chịu. Cho nên đúng lý trong cái trường hợp này mình tránh, mình né, hoặc là mình phải mời quý hòa thượng vào chụp chung, luôn luôn cung kính quý cụ là hàng tiền bối, hàng trưởng thượng, thì cái này nó sẽ tốt, mà nó thể hiện cái đạo hạnh của mình. Cho nên tôi thấy cái chỗ này nó còn chưa có được, cho nên thôi với thầy sau này không có nên mời vậy nữa. Đấy, thì cái này thì chúng tôi mới nói cho quý vị thấy là gì, đang vi phạm một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc là gì? Kính lão đắc thọ. Cái nguyên tắc là tôn trọng cái người lớn, cây cao bóng cả của chúng ta. Bởi vì bản thân ta mà ta không tôn trọng các cụ thì làm sao kêu mấy đứa nhỏ nó tôn trọng được. Tới cuối cùng là chạy theo cái bóng bẫy ở bên ngoài, thì cái này nó không phù hợp. Cho nên á, khi mình đến tự viện của người ta, khi mình đến tỉnh một tỉnh khác, mà bây giờ quý vị giảng online thì nó đỡ hơn. À, nó đỡ hơn cái có cái vụ mà địa giới ra hành chánh, nhưng mà nó lại có một cái vấn đề khác thì mình cũng phải chú ý. Đó. Cho nên cái này là cái nguyên tắc thứ hai mà quý vị phải quan tâm. Phải quan tâm. Có nghĩa là mình ngoài cái việc mà lý tưởng phụng sự rồi, thì mình phải có cái nguyên tắc là gì? Đến bất cứ nơi nào, đừng bao giờ lấy cái của người ta. Bất cứ của người ta cái gì cũng không được phép lấy. Chỉ mang đến cho người ta thôi, chứ không lấy của người ta. Phải nhớ như vậy. Phải nhớ như vậy. Đó. Chứ không thôi là không hay. À, hồi nhỏ cũng vậy, tôi đến chùa của ai ở cũng vậy. À, khi đến đó học, quý thầy mà còn đang ở chùa mà không phải mình trụ trì, quý vị cũng phải nhớ. Đến đó, cho dù là mình giảng có giỏi có hay gì. Chẳng hạn như tôi đến Minh Đạo tôi ở đi, hiện nay đi. Lên đó làm gì? Thầy Minh Ân thì tuổi đời hay tuổi đạo thì ở hàng sư đệ, hàng em mà. Nhưng mà thầy Minh Ân là trụ trì chùa Minh Đạo, cho nên tôi đến đó là tôi tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc Phật tử nào. Mà Phật tử nào muốn mời tôi cái gì, có việc gì là tôi phải thưa với thầy Minh Ân: thầy à, có cái người đó mời tôi tiếp được không? Đồng ý tôi tiếp. Hoặc là khi tôi tiếp, tôi mời thầy Minh Ân ngồi tại đó. Và nếu mà có cúng dường gì là tôi báo cho thầy Minh Ân, cái người này họ có cúng dường cho tôi được 1 triệu, 2 triệu hay bao nhiêu tiền, cái chuyện này nó như vậy vậy. À, còn nếu tốt nhất mình nói là thôi, con cứ đem đến cái thùng phước vừa điền đó cúng dường vô là của Tam Bảo. Để làm gì? Cho dù là cái người đó lớn hay người đó nhỏ, thậm chí là cái người đó nhỏ hơn mình, nhưng mà đến chùa khác mình phải nhớ một cái gì, đó là cái phép tắc. Đó là cái phép tắc. Còn nếu không mình cứ nghĩ là mình lớn hơn, làm cho những người xung quanh người ta sẽ suy nghĩ khác. Rồi đó là nếu không khéo một cái ngày nào đó làm cho mọi người xung quanh suy nghĩ, à cái người này đến đây nguy hiểm quá, đến tới đâu là người ta mất tới đó, đến tới đâu người ta mất tới đó. Mà mình đến làm sao? Thông qua cái uy tín của mình, thông qua cái năng lực của mình để mình giúp cái nơi đó tập hợp quần chúng giùm cho họ, để họ có cơ hội họ hoằng pháp tốt nhất. Và mình đi là không nên lấy gì hết, không nên ngủ ghê gì hết, phải để lại ở nơi đó, để cái chùa đó hoạt động cho nó tốt. À, thì cái này chúng ta cũng phải có những cái nguyên tắc của chúng ta, phải có những cái nguyên tắc của chúng ta, phải nhớ nó như thế. Đấy, đó là cái nguyên tắc mà thứ hai chúng tôi muốn nói với quý vị. Ngoài đó ra thì chúng ta phải làm tốt cái nội dung mà Hòa Thượng Bảo Nghiêm hồi nãy có nói đó với chúng ta. Hòa Thượng Chủ Hoàng Pháp giữ đúng luật lệ, rồi khi lên comment, khi lên bình luận là quý vị phải tuyệt đối là chúng ta học. À, bây giờ quý vị tham gia vào ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta nói là cái lĩnh vực mà chúng ta tham gia online, là quý vị phải tuyệt đối chú ý. Hồi nãy Hòa Thượng có nói cái câu đó, là comment á, bình luận á,
Tôi xin thưa với Hòa Thượng, xin thưa quý vị là Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Hòa Thượng Bảo Nghiêm, kỹ đến mức độ như thế này nè, kỹ đến mức độ như thế này. Cách đây 2 hôm thôi, tôi không nói lâu, cách đây 2 hôm thôi. Khi Hòa Thượng xem một cái video đó phát lên, vô tình Hòa Thượng xem được ở trên cái Facebook. Hòa Thượng tôi nào thấy, Hòa Thượng nói tôi thấy cái này cũng hay, định nhắn một cái tin lên Động Viên. Nhưng mà thôi, tôi hỏi ông thư ký, tôi điện tôi hỏi thầy trước coi, cái gì này, cái nội dung này nó thật sự là như vậy không? Quý vị thấy không? Cái người lớn người ta cẩn thận đến mức độ vậy. Bởi vì tại sao vậy? Một cái lời khen của Hòa Thượng thôi, mà cái lời khen đó của Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp là nó hoàn toàn khác. Khi mà bình luận lên trên đó là cả thế giới này người ta cùng nhìn thấy. Mà lầm, mà lỡ mà có một cái gì đó là gì? Cái người này chỉ hay về mặt ngôn ngữ thôi, nhưng mà trong cái đời sống đạo hạnh hay là cái hoạt động nó còn có vấn đề khác. Mà tự nhiên ông trưởng ban ổng đi comment, ổng khen như vậy thì tự nhiên nó sẽ là một cái vấn đề khác. Cho nên là Hòa Thượng cẩn thận đến mức độ như thế. Thì bây giờ bản thân của chúng ta cũng như vậy. Quý vị cũng phải thấy bản thân chúng ta là một giảng sư, chúng ta có quần chúng Phật tử ở phía dưới. Cho nên á, chúng ta khen đã là một việc vui rồi, mà chúng ta còn cẩn thận, huống gì mà chúng ta lên đó chúng ta chê người khác. Cái tác hại của nó rất lớn. Hay là mình phê phán một cái việc gì đó thì cái tác hại nó cực kỳ lớn. Thì mình lại càng cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Cho nên nãy Hòa Thượng có dặn mình đó, không nên lên đó rồi mình phê phán, lên đó rồi mình comment một cách đó là nói khi mình chưa thật sự hiểu biết. Còn nếu mà cái chuyện người ta làm tốt, mình khen đó là một cái chuyện, câu chuyện rất bình thường, thể hiện chính kiến của mình. Nhưng mà phê phán, ủng hộ thì cái đó mình phải thật sự là cẩn thận. Cẩn thận đã. Cho nên là cái này là một trong những nội dung mà quý vị phải chú ý, phải chú ý. Thì như vậy thì cái buổi học ngày hôm nay, cái buổi đầu tiên à, chúng tôi đã gửi cái video của Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp nói về cái lý tưởng phụng sự và cái nội dung về cái các cái nguyên tắc à, khi làm cái người giảng sư. Mà một cái việc nữa đó, hồi nãy chúng tôi quên đó, Hòa Thượng còn nói là gì, là tuyệt đối là không được phép à, cái xúc phạm đến tôn giáo bạn, rồi á là pháp lữ. Cái này là phải tuyệt đối, quý vị phải nhớ cái đó à. Hòa Thượng còn có nói hôn một cái câu là gì, quý vị không biết còn nhớ không, làm cái vị giảng sư lớn mà giờ mình nói vậy xong rồi đó, bây giờ mình phải đứng ra xin lỗi. Mà khi mình đứng ra mình xin lỗi, nó đâu có còn là cá nhân của mình đâu. Hình ảnh chung của Phật giáo Việt Nam, hình ảnh chung của tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, thì cái này thấy nó buồn dữ lắm, nó ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên cái này bằng cái nguyên tắc là mình tuyệt đối không nói cái việc mà gia chạm đến người khác. Cái việc gia chạm đến người khác là tuyệt đối không. Tuyệt đối không. Đó. Quý vị phải chú ý cái đó nha. Phải chú ý. Chứ còn mà nếu mà về cái ngôn ngữ hình ảnh á, mà trong cái truyền hình đó quý vị để ý coi, trời ơi kỹ lắm. Thậm chí mà để cái chai nước lên ở trên cái bàn của mình thôi, cái chai nước đó là chai nước gì cũng phải chú ý. Bởi vì nó quay camera vô đó suốt, mà biết đâu bữa nay mình giảng hay quá, tới 1 triệu người xem, mình đang quảng cáo cho cái thương hiệu đó. Quý vị thấy không, đang quảng cáo cho cái thương hiệu đó. Mà cái đó mà tính bằng tiền quảng cáo bên ngoài là nó nhiều lắm á. Nhưng mà nếu mình để mà nó tốt thì không nói gì, nhưng mà không khéo, không tốt, bữa nào nó có vấn đề gì nó phiền. Còn bây giờ chẳng hạn như là trong cái lúc là chính phủ chủ trương là gì, là hạn chế cái rác thải nhựa, mà mình cứ để cái chai nước suối thì cái này là hình ảnh nó không đẹp ngay. Cho nên lúc đó mình để là gì, à, cái bình sứ hay là cái bình nước sứ hay là cái ly nước lọc nó không quảng cáo cho thương hiệu nào hết, mà cũng thực hiện được cái chủ trương. Người ta nhìn vô, à cái ông này tinh tế nè. Còn cái chuyện mà mình cố ý để mình quảng bá cho một cái thương hiệu nào đó thì cái chuyện đó là chuyện của mình, chuyện đó chuyện của mình, không có sao cả. Nhưng mà mình phải cẩn thận đến cái hình ảnh nó như thế à, bởi vì khi mình một cái buổi giảng của mình nó đông người, mà nhất là bây giờ giảng online nó đông người lắm, đông người lắm, mình đâu có biết đâu. Có lần tôi bất ngờ ở trên mạng đó, là mình có khi mình nổi tiếng mình không biết, bất ngờ lắm. Có cái lần không biết quý vị nhớ cái bài hát mà
Bài gì ta? À, đổ ta không đổ nàng. Mấy đứa nhỏ mới nhắc tới đổ ta không đổ nàng. À, đổ ta không đổ nàng là có cái lần nó bất chợt, phải không? Có cái lần nó bất chợt là tôi mới tổ chức, khi nó sùm như vậy thì tôi mới tổ chức một cái chương trình là tọa đàm về cái bài hát này, đổ ta không đổ nàng, mà tôi mời hòa thượng chánh nhân phòng 2, tức là hòa thượng Huệ Thông. Cho nên trong cái lúc đó thì lúc đó là mình tổng biên tập mà, cho nên là mình chịu khó mình đi gà hết cái nội dung này, cho nên là cũng may là tôi gà nhầm cái bài hát đó, là nó bằng tiếng Hoa, bằng tiếng Hoa, dịch từ bằng tiếng Hoa để cho làm cái kịch bản của cái bữa tọa đàm đó. Rồi xong thì mình bắt đầu mình cũng có được cái kiến thức đó. Thì cái bữa hôm đó thì ở ngoài chùa Bằng tổ chức cái khóa tu cho tuổi trẻ, khóa tu cho tuổi trẻ thì mời ra. Mình cũng không có chủ ý gì chuyện đó. Lên đang giảng là một bài pháp khác, rồi giảng xong rồi mấy đứa nhỏ nó mới hỏi thầy về cái câu chuyện mà đổ ta không đổ nàng. À, mà nghe có lý đấy. Tức là mình không có chủ ý chuyện đó, nhưng mà được cái là bởi vì mình mới làm kịch bản cho cái chuyện này của 3-4 ngày trước tọa đàm ở trong cái phim trường ảo, cho nên là mình biết được cái bài đó bằng tiếng Hoa. Thế là tôi mới lục ở trên cái điện thoại tôi ra ngay bằng cái bài tiếng Hoa, thì mình mới đọc và dịch cái bài tiếng Hoa đó từng chữ một. Bởi vì ở bên đó mười mấy năm mà, cho nên là nói liền bằng tiếng Hoa, dịch bằng tiếng Hoa, nói cái câu đó ra rồi giảng lại cái câu đó là nó ở chỗ nào, nó như thế nào và tại sao nó như vậy. Xin thưa là một cái điều bất ngờ là ngày hôm sau là tôi đi đến đâu ai cũng kêu cái ông thầy này giảng đổ ta không đổ nàng nè. Thì đó là cái clip nó lên, cái clip nó lên tới là trên 1 triệu lượt xem. 1 triệu lượt xem. Nó khủng khiếp đến như thế. Tức là mình không có biết là lúc nào mình nổi tiếng lúc nào. Thì quý vị nghĩ nếu mà lúc đó chẳng hạn như là cái người mà có sắp đặt mà họ bố trí là quảng cáo cho một cái thương hiệu gì đó, cái chai nước gì đó đang cầm uống hay là gì đó, thì tự nhiên đó là ở ngoài nó như thế. Tức là nó khoái cái ông thầy đó, thì cái ông thầy đó hay ca sĩ đó sử dụng cái gì nó cũng muốn sử dụng cái đó, hớt tóc kiểu gì nó cũng muốn hớt tóc cái đó. À, thấy không? Đó. Nổi tiếng. Thì nó kiểu idol mà, nó kiểu như thế. Cho nên là chính vì vậy mà chúng ta cũng phải thận trọng về cái hình ảnh, thận trọng về cái hình ảnh, nhất là bây giờ giảng online là chúng ta là phải càng thận trọng hơn đó. Cho nên là mấy việc như vậy trong những cái nguyên tắc, thì dĩ nhiên là trong cái khóa này thì chúng ta sẽ còn dài dài, mà cái khóa này đó thì hồi nãy chúng tôi có nói quý vị là quyết chí đạt được 3 cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là đã thỉnh được quý hòa thượng lớn nói về cái quan điểm tư tưởng xây dựng lý tưởng hoằng pháp, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cố gắng làm sao cầm tay chỉ việc được. Quý vị xong cái này là trong cái khóa này chúng tôi không có cầu đông, cái khóa này chúng tôi không có cầu đông, thú thật ra là không cầu đông, mà cầu cái chất lượng, làm sao cầm tay chỉ việc được. Quý vị làm được một cái phòng họp, quý vị quản lý được một cái trang website, quý vị biết sửa được cái trang website, thiết kế lại ý của mình, đăng tin lên được cái trang website, tạo được một cái phòng họp của mình, cái phòng họp, phòng giảng của mình có thể bằng Meet, có thể bằng Zoom, biết sử dụng nó, rồi là biết ứng dụng được cái công cụ mind map để vẽ thiết kế cái sơ đồ tư duy giảng dạy của mình. Mà tôi cho rằng cái đó là cái biện pháp khoa học hay lắm, rất là tuyệt vời, rất là sáng tạo. Đấy. Rồi đó là ít ra thì cũng biết được một số cái thiết bị quan trọng cho cái việc mà chúng ta ứng dụng trong cái khoa học hiện đại, mà chúng ta ứng dụng cho cái giảng online. Đấy. Thì cái này là nội dung thứ hai mà chúng ta muốn nói là ứng dụng công nghệ cho hoằng pháp. Và cái thứ ba đó là về cái kỹ năng, đào tạo cái kỹ năng. Cái kỹ năng thì đó là dĩ nhiên không thể yêu cầu quý vị giống như thầy Chánh Thuần được đâu. Cái đó người ta luyện nhiều năm dữ lắm. Nhưng mà ít ra là quý vị kiểm soát, khống chế được cái ngôn ngữ của mình sử dụng, cái hơi của mình, cái nói biểu cảm của mình, cái phát biểu của mình kiểm soát được. Đó.
Rồi á, thêm một cái nữa thì để thực tập được cái đó thì cái này là phải rèn luyện tới 8 buổi lần. Và bên cạnh đó song song cũng tới 8 buổi tổ chức cho quý vị là thực tập thuyết giảng online. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó, cái thực tập thuyết giảng online này thì sẽ ra được rất nhiều vấn đề. Khi vị này nói thì quá trình đó thì chúng tôi sẽ mời tôi và Thượng tọa Phước Nghiêm thì có thể thỉnh thêm một hai vị nữa thì sẽ nghe nghe rồi góp ý liền ở trong cái 15 phút đó, cái gì chuẩn, cái gì còn thiếu à, về mặt nội dung, về mặt tư tưởng à, về ở trong bốn cái lĩnh vực đó là giọng nói, văn chương, giáo lý, điệu bộ. Mà điệu bộ thì ở đây nó hơi khó rồi, bởi vì là mình à, camera của mình thì chỉ có một chút xíu à, nó gọi ngay chân cái chỗ mình nói thôi, thì ít ra là qua ngôn ngữ bằng cái hình ảnh tai người nét mặt đó, thì mấy cái này đó thì à, chúng ta sẽ rèn luyện là trong 8 buổi này thì qua đó thì góp ý từng chút một thì chúng ta sẽ ra được một cái khuôn mẫu và chúng ta cũng sẽ tự tin, chúng ta tự tin cho nên là chỉ cố gắng được bao nhiêu đó thôi. Đó, thì chúng tôi thấy là bữa nay cái ngày đầu ổn định của chúng ta là ít ra là khoảng là 136 vị. Thì trong cái ngày bữa nay thì chúng tôi sẽ nói chỗ thầy Thuận. Còn nếu được thì ở trong này đó thì chúng tôi thấy có mấy vị có thể tham gia tiếp với chúng tôi được nè. Thì chúng tôi mời là cái chỗ cô Kim Quyền, Kim Quyền là không biết, không biết pháp danh gì không biết à. À, con mở mic đây à. Thích nữ an tâm À, pháp danh gì an tâm thích nữ an tâm anh Tâm có bận rộn đang học nhiều dữ lắm không? dạ con có đang học chương trình thạc sĩ bên Thái À, đấy thì đang định là mời mấy vị quý vị giúp cho chúng tôi về cái công tác hỗ trợ tiếp cái công tác tổ chức để rồi là tiếp tay phân nhóm, tổ chức nhóm. Tôi không muốn tìm mấy vị khác ở bên ngoài là vì muốn tìm những vị ngay ở trong cái diễn đàn này để làm sao xong cái này, xong cái đợt này là có người liền. Đó. Đại là Sư Thiện Ngọc thì chắc được mà ha, Sư Thiện Ngọc là đấy cũng bận rộn cái khóa đó nhưng mà thấy cũng được. Đấy, thấy chắc cũng tham gia được mà. Thì đó là giúp giùm. Thì bây giờ đó là chắc có lẽ là mời đi hình thành được một cái nhóm của quý vị là đâu coi tôi chúng tôi dự kiến là 10 người vào một nhóm, bởi vì trong cái khóa này đó, thì chúng tôi có mời mấy vị họ giỏi về cái lĩnh vực là cái công tác là quản trị chiến lược à, mời tới hai ba chuyên gia lĩnh vực này, trong đó nãy chúng tôi có giới thiệu quý vị đó là một vị đó. À, rất khó mời nghe quý vị à, rất khó mời chứ không phải quý vị này cũng rất khó mời, họ đắt show quá đi chứ không có. Đấy. Thì chúng tôi mời chỗ mà thầy Bùi Phương á, là chuyên môn giảng cho cả chục ngàn giáo viên à, của các trường đại học, thì tôi đã mời được cái thầy này rồi à, thì sẽ hướng dẫn chúng ta cái sơ đồ tư duy sử dụng cái công cụ này. Rồi chúng tôi mời được một thầy thầy luyện với một cô Yến, thì hai vị này sẽ với tiến sĩ Giang à, rồi tiến sĩ Khả, thì các vị này thì chúng tôi mời đó là để phụ trách giúp dùm cho mấy cái lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất đó là một vị tiến sĩ Giang thì chúng tôi mời nói dùm cho chúng tôi về cái thuyết à, cái thuyết mà chiến lược đại dương xanh à, có lẽ là quý vị nghe thì cũng mới nhưng mà những vị nào mà trong ngành quản trị chiến lược thì quý vị nghe nó thường à, chiến lược đại dương xanh và các cái nguyên tắc phát triển bền vững, thì chúng tôi đã mời rồi, thầy này đã hoan hỷ rồi à. Rồi đó là mời chỗ thầy luyện á, là chuyên gia đào tạo về kỹ năng thì sẽ nói về cái nội dung là kỹ năng quản trị và lãnh đạo à. Rồi tổ chức nhóm, quản lý nhóm, các nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả. Rồi chúng tôi mời luôn cô Yến cũng ở cái nội dung này, cho nên là chúng tôi mời hai người giảng cho hai cái khóa khác nhau, rồi sau đó mình có cái phép so sánh để mình thấy cái người nào
có cái nội lực thâm hậu hơn thì mình sẽ mời lâu dài tiếp tục đó. Cho nên là chính như vậy thì muốn qua cái kỳ đợt này đó thì trong 130 mấy vị chúng ta thì sẽ chia là 13 đến 14 nhóm đấy. Để rồi đã là một nhóm 10 người để chúng ta làm việc một cách quyết liệt theo cái hình thức làm việc nhóm, để qua đó quý vị chia sẻ với nhau được, rồi trao đổi với nhau được, rồi chúng ta tổ chức, chúng ta tọa đàm với nhau được, rồi góp ý với nhau được trong cái vấn đề mà làm việc nhóm, phối hợp làm việc nhóm để phát triển được cái tư duy mà chúng ta là không phải phát triển một cá nhân mà của một cái nhóm, của một cái tập thể và các cái nguyên tắc đó, thì tự nhiên nó sẽ hiệu quả ngay đó. Cho nên nó thì mấy cái việc vậy thì chắc có lẽ là chúng tôi mời là bây giờ là chúng ta là 13 nhóm thì mời trước nhất đó, là ở trong này quý vị có thể quý vị biết với nhau, thì chúng tôi mời cái chỗ là thầy Trung Hạnh, rồi sư Thiện Ngọc, và thầy Pháp Chí, cô Quyền, Kim Quyền, là mấy vị mà của cái khóa vừa rồi chúng tôi có lưu tâm đó. Bởi vì qua mấy cái buổi mà quý vị phát biểu thì quý vị bốn vị, quý vị giúp cho chúng tôi là trong cái tên danh sách của những vị học cái khóa này nè, quý vị giúp dùm mà quý vị biết, quý vị tìm ra được, cộng lại thêm nữa tất cả là 13 vị vô một nhóm. Để rồi đó là chúng tôi mời 13 vị này, một vị phụ trách giúp dùm cho chúng tôi tổ chức thành 10 người, thành một cái nhóm hoạt động của mình. Thì như vậy thì cái bữa học tổ chức nhóm này, người ta sẽ triển khai cái nguyên tắc, cái phương pháp làm việc, để rồi quý vị nắm được các cái nguyên tắc này, quý vị tổ chức cái nhóm của các vị thành một cái nhóm giảng sư, chúng ta hoạt động ở trong cái khóa học của chúng ta, mà không phải chỉ dừng cái khóa học này rồi là nó hết, mà chúng ta sẽ kết nối lâu dài đó, trên cái nguyên tắc đó. Chứ còn một mình thôi rồi tôi đâu có biết được hết tới 130 mấy vị đâu. Thì bây giờ thông qua 13 vị đó rồi chúng ta hoạt động cái hiệu quả đó, và sau đó chúng tôi sẽ tính đến cái giải pháp là cung thỉnh một số vị chư tôn đức trong thường trực của ban hoằng pháp cũng sẽ tham gia, sẽ tham gia, để làm sao những vị học là phải có cơ hội hoạt động, học là phải có hiệu quả trong cái công tác hoạt động. Thì mục đích nó là như vậy đó. Thì thôi thưa với quý vị, cho nên là cái khóa nâng cao này là cầm tay chỉ việc và phát huy những cái sở trường, những cái năng lực quý vị vốn có, tiếp tục để tạo cái cơ hội được phát triển. Chứ còn chúng ta không có nói trên cái mặt lý thuyết nữa. Lý thuyết thì cái khóa kia chúng ta nói rất nhiều rồi, chúng ta ở ngoài dùng cái từ là nổ là chúng ta cũng nổ dữ lắm rồi. Cái khóa kia là ai cũng biết hết trơn rồi, biết cái lợi ích của nó như thế nào. Thì cái khóa này chúng ta đi vào thực thụ để xem có coi người nào làm được, chứ còn chúng ta nói không không được. Bây giờ làm đó. Được chưa quý vị? Bữa nay chúng ta nói tới 4 rưỡi nhưng mà nó kéo hồi gần tới 5 giờ rồi. Chắc có lẽ là nói như vậy đi ha. Thì cái khóa này là chúng ta thường xuyên chúng ta sẽ trao đổi theo hình thức này. Thì bây giờ tôi trước mắt là mời 4 vị, rồi 4 vị có trách nhiệm ở trên cái danh sách đã cập nhật rồi. Quý vị lên đó quý vị xem. 4 vị giúp chúng tôi trao đổi, một lát nữa chúng tôi sẽ làm một cái nhóm ngay, cái nhóm tôi mời 4 vị rồi quý vị trao đổi trên đó, quý vị mời vị nào quý vị mời vô cho đủ 13 vị giúp. 13 vị giúp. Rồi trong cái 13 vị này thì chúng tôi sẽ phổ biến một số nguyên tắc để rồi chúng ta chia tổ ra đúng 13 tổ của những vị tham gia học. Để rồi là mình cũng biết cái tổ mình bữa nay có học hay không, mình động viên với nhau, thấy vắng mặt mình cũng phải động viên với nhau, để kết nối từ bây giờ liền động viên với nhau. Chẳng hạn như sư Ngọc phát triển được cái nhóm mà hoạt động theo kiểu Phật giáo, của hình thức của Phật giáo Myanmar, mình có cái nhóm mình phát huy cái chuyện này mạnh lên. Còn mỗi vị có một cái năng khiếu nào thì chúng ta sẽ tập trung cho 13 nhóm này, chúng ta phải đẩy mạnh được cái chương trình này, mà làm sao mà qua một vài ba tháng chư tôn đức lãnh đạo của ngành hoằng pháp mà các vị là phải biết tới đó, là chúng ta tập huấn là có hiệu quả, phải biết tới cái mức độ hoạt động vậy. Chứ giờ chúng tôi hoạt động có mình thôi chưa có hiệu quả, không chưa có đủ đâu. Chúng ta lập ra tới 130 mấy diễn đàn giảng đã thôi, 130 mấy diễn đàn chúng ta thông báo rõ ràng hôm nay ở đâu,
tại đâu, trang web nào, có buổi giảng nào của ai, chúng ta cứ quảng bá rộng rãi như vậy, ai muốn vô đâu nghe thì nghe. 10 người cũng giảng, 100 người cũng giảng, 1000 người cũng giảng. Đó, thì tự nhiên quý vị yên tâm đi, quần chúng ở đâu thì người ta tự nhiên người ta sẽ tự người ta kéo về, ở đâu có cái duyên ở đó. Đấy, thì bằng cái cách đó. Đó, thì như vậy thì ở trong 10 người đó, chẳng hạn như bữa nay bố trí cái buổi giảng của cái vị đó, thì chính vị còn lại phải hỗ trợ cho cái vị đó làm sao làm cho có cái buổi giảng đó cho nó tốt, từ cái trình chiếu PowerPoint, từ cái góp ý về nội dung, phải không? Rồi đó là từ cái việc mà chúng ta thuyết giảng như thế nào. Đó, thì đó là trong 10 vị đó cử ra một vị cái đề tài đó, và cái đề tài cái vị đó nói giống như là cái chất xám chung của tập thể của cả 9 vị còn lại. Đấy, thì chúng ta, tôi nghĩ là mình mà giới thiệu cái kiểu đó mà mình ủng hộ cái kiểu đó thì chắc chắn là buổi giảng tốt thôi, chắc chắn là buổi giảng sẽ tốt thôi. 10 vị giúp cho một vị mà làm sao không tốt được, thì tự nhiên sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, thì ai cũng có cơ hội để phát triển tốt, chứ không phải là người nào tốt rồi tự nhiên thêm tốt thêm, còn cái người mà cơ hội không có thì tự nhiên thối lùi luôn thì không nên. Cái hoạt động nhóm nó là như thế đó. Thì mong rằng là quý vị cũng quan hỷ cái chuyện đó, cho nên là bữa nay ngày đầu chúng ta sinh hoạt chúng ta nói như thế này để cho quý vị cũng cảm thấy là phấn khởi, và cái này chúng ta cố gắng nỗ lực chúng ta làm cho bằng được. Cho bây giờ online quá dễ làm mà mình không làm rất uổng. Rất uổng đấy. Cho nên là sư Ngọc cũng làm thôi, nó cũng là phải nỗ lực dữ lắm luôn mới được, chứ không thôi là gượt không kịp đó. Chứ gì ổng làm cái giảng đường online, ổng tính cả đâu 500-700 người vũ tùm lum chân vô đó để mà hoạt động thì quá hiệu quả. Thú thật là rất là vui, rất là mừng. Cho nên mong rằng là mọi người cùng nỗ lực nó như thế. Thôi thì một lần nữa cảm ơn quý vị trong cái ngày đầu chúng ta sinh hoạt như vậy thì cũng đã rất quý rồi. Chúc sức khỏe, chúc an lành. Hẹn ngày mai chúng ta gặp lại ha. Chút xíu chúng tôi làm cái group liền rồi quý vị là tìm nghiên cứu và chúng ta trao đổi trên đó, là chúng ta mời nha. Nam mô A Di Đà Phật. Mà trễ rồi không có cho quý vị phát biểu, cho thôi ngày mai chúng ta dành thời gian lại phát biểu. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mời quý vị nghỉ nha. Dạ, mô Phật. Con chào thượng tọa.